Xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ hai hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi view lại toàn bộ kịch bản thị trường chung mà chúng ta đã phân tích chúng ta đã đề cập trong tuần vừa qua tức là tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng năm. À, tháng 11 phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích à, danh mục các cái mã cổ phiếu cơ bản gồm các cái nhóm ngành mà các anh chị à, thường xuyên theo dõi Hùng lê thì chúng ta cũng biết rồi chúng ta sẽ đi phân tích à, các cái nhóm trụ các cái nhóm ngành à, dầu khí nhóm ngành p à, rồi nhóm ngành bất động sản và một số các cái mã cổ phiếu mà theo như quan điểm của ông lê hiện tại nó đang rất là ok cho à, cho những cái danh mục mà chúng ta đầu tư và phần thứ ba thì chúng ta sẽ có một vài cái dự báo một vài cái 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 phân tích về xu hướng thị trường trong tuần tới nhưng chủ đạo là chúng ta sẽ view ở những cái góc độ nó ngắn hơn ngắn hạn để chúng ta xem trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì thị trường của chúng ta sẽ như thế nào và chúng ta sẽ trên cơ sở những cái diễn biến của thị trường thì cũng ta sẽ có thêm những cái phân tích điều chỉnh sau thì uh, kết thúc uh, bản tin tuần video số 179 anh chị nhỉ, chúng ta có phân tích uh, thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 11. Uh, trong đó thì ông Lê có đề cập đến uh, kháng cự uh, uh, test các cái kháng cự tuần, uh, test các kháng các, các kháng cự tuần đó là uh, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ lấy ở cái biên 1520. Còn đối với chỉ số VN, chỉ số Index thì chúng ta sẽ lấy 1430 đến khoảng vùng 1420, đó là các cái điểm uh, test kỹ thuật uh, của chỉ số tuần. Thì uh, song song với cái việc đó, uh, chúng ta có những cái bản tin chúng ta phân tích rồi. Thì Lê uh, cũng lưu ý với các anh chị một cái yếu tố đó là chỉ số Dow Jones và chỉ số Dow Jones F thì hiện tại là đang có ở cái mức giao dịch rất là tích cực. Và trong tuần vừa qua thì chỉ, bộ đôi chỉ số này đã công lại mốc 36.000 điểm, đó là một cái yếu tố vĩ mô tương đối là tốt. À, còn đối với giá dầu WTI thì trong thời điểm hiện tại à, chúng ta cũng có một số à, một số các cái điểm đáng lưu ý về giá dầu đúng không ạ? Một số các cái điểm đáng lưu ý về giá dầu. Thì à, giá dầu sau khi mà nó chạm lên cái vùng kháng cự mạnh của nó ở đây, đó là vùng 84 đến khoảng vùng 85.5 ở đây. Đó thì nó có một cái tuần giao dịch đi ngang và nó đang test lại. Đó tuần vừa qua thì nó đang test lại ở cái ngưỡng 81 và Uh, tín hiệu của phiên giao dịch ngày hôm qua và ngày hôm nay thì nó đang bị mất hiện tại thì Hùng không có bật cái phần mềm update để để update dữ liệu đây, hiện tại thì nó đang có xu hướng mất cái vùng 81 ở đây là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn uh, tương đối là là xấu nếu như mà chỉ số này thì đánh mất ở vùng 81 thì khả năng cao nó sẽ đi về vùng 77 vùng 77 bị mất thì khả năng sẽ đi về vùng 74 như vậy là cái xu hướng của giá dầu là nó đang uh, có cái thiên hướng là chỉnh giảm thì chúng ta đó đấy là một cái điều lưu ý uh, đối với nhóm P đúng không ạ uh, thêm một cái ý nữa mà chúng ta nói đó là chúng ta phân tích những cái vùng kháng cự và hỗ trợ đó thì chúng ta uh, có đề cập đến kháng cự tuần đó là một vùng 1535 đến 1540 đối với chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 thì các anh chị em của chúng ta chúng ta sẽ nói đến phái sinh trước đúng ạ Đây là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin tuần thì cũng có dự test Uh, các cái điểm test kỹ thuật của uh, của của của, của VN30 và phá sinh đó là sẽ test về vùng 1520 và các anh chị có thể nhìn thấy đây. Uh, điểm test thứ nhất, điểm test thứ hai và gần như trong tuần nó có khoảng ba cái điểm test gần cái mút 1 1520 và sau đó chỉ số phá sinh này long lên. Cái thứ hai nữa chúng ta có nhìn nhận một cái uh, một một cái cái kháng cự tuần đúng không? có Một cái kháng cự tuần đó là vùng 1535 điểm đến 1540. Ờ, thì chúng ta lấy đúng cái điểm mút của uh, bản tin tuần cũ ở đây Thì các anh chị nhìn thấy đây 1, 2, 3 Như vậy là trong tuần vừa qua thì có 3 lần phái sinh đang uh, nhô lên cái biên kháng cự gần tiệm cận về vùng 1, 3, 1, 1, 1, 5, 3, 5 và 1, 5, 4, 10 ở đây Và kết tuần thì nó đang ở trong cái tầm kháng cự tức là nó giống ở trong những cái, cái này Đó nó giống như ở cái mút này đúng không ạ Đó các anh chị có thể nhìn thấy đây còn đối với chỉ số VN30 thì nó cũng khá là tương tự. Đó, ông Lê có phân tích các anh chị một cái góc nhìn, đó là cái vùng kháng cự. Một cái vùng kháng cự ở 1535 đến 1540. Và trong bản tin tuần thì chúng ta cũng có dự test cái điểm của VN30. Tức là nó sẽ test điểm 1 về 1520 và sâu hơn thì tính toán ở biên 1505 đến 1510 nhưng trên thực tế thì gần như là nó chỉ test ở chính xác là nó chỉ test ở biên 1520 thôi. Nó cũng khá là đồng pha cùng với phái sinh. À, còn về đến kháng cự, à, chúng ta nhìn thấy rằng VN30 của chúng ta ba lần, bốn lần, tức là đây là lần thứ tư đi. Đó, chúng ta sẽ tạm xem ở cái phiên ngày hôm nay đây là lần thứ tư. Lần thứ tư nó chạm về cái vùng 1535 thì nó cũng đang có một cái cây nến M5 uh, phiên ATC kết phiên thì nó đang bị chỉnh giảm quay trở lại đây. Đó, như vậy thì uh, tí nữa thì phần cuối thì chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ đi phân tích uh, tổng quan về 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 cái xu hướng của thị trường. Uh, còn đối với chỉ số index thì uh, chúng ta cũng có nói đến, chúng ta cũng có nói đến ở một cái biên 1430 ở đây, 1430 ở đây. Đây là cái biên dự test. Thì trên thực tế là nó chỉ test về biên 1435 thôi, hai lần test về 1435 và uh, đối với index thì nó cũng đang đi uh, khá là căng ở cái vùng kháng cự đây cũng có phân tích thì như là vùng còn có, có đề cập đến vùng 1540. <laughs> 1540 của 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 của, phái, của 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 chỉ số index. và cũng có phân tích thêm một cái gọi là một cái ý đồ, tức là nếu như kịch bản đẹp đó là chỉ số phái sinh và VN30 sẽ break cái nền 1540 này thì sẽ kéo lên cái vùng 1550 đến 1560. À, nếu lưng khừng đi ngang thì cảnh báo là thị trường có thể gặp những cái vấn đề nguy hiểm nếu như thị trường mất một năm hai sáu thì cảnh báo và mất một năm hai mươi thì là sọc mạnh đó như vậy thì chúng ta có một cái à, một 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 cái ý đồ về mặt tạo lập ở trong tuần vừa qua đối với chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh thì gần như gần như các anh chị có thể nhìn thấy đây đó À, đối với phá sinh gần như nó chỉ về đến vùng một năm hai thôi và sau đó thì à, lực long của thị trường nó lại à, tạo lập nó lại kéo lên nó lại kéo lên đó thì như vậy là à, cái 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 ý đồ mà neo giữ lại thị trường ở trong cái tuần vừa qua nó tương đối là tốt tương đối là tốt các anh chị rồi như vậy là chúng ta cũng nhìn thấy tổng quan à, một cái bức tranh à, ở vùng à, kháng cự và vùng hỗ trợ của thị trường trong tuần vừa qua và gần như thì thị trường trong tuần vừa qua cũng đã chưa thể bứt phá được cái vùng kháng cự tuần ở đây đó là vùng 1535 đến 1540 Ok rồi phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view một số một số các mã cổ phiếu cơ bản đúng không? chúng ta sẽ đi view một số các mã cổ phiếu cơ bản và cái tâm lý và cái phương pháp giao dịch ở trong tuần vừa qua thì ông Lê cũng có khuyến nghị các anh chị em ở trên tài khoản mà ông Lê đang quản lý là chúng ta sẽ uh, sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ chốt lời bớt. Chúng ta sẽ chốt lời bớt bởi vì cái nhịp đầu tư thời gian vừa qua chúng ta đã có lãi và thậm chí là lãi rất 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 lớn các anh chị. Có những mã cổ phiếu, có những nhà đầu tư trong team của ông Lê đã lãi trên danh mục nhá, chứ tên tổng cái vốn đầu tư là trên 100%. Tức là mọi người có 3 tỷ thì đã thành 6 tỷ. Đó, còn cái mức lãi ở khoảng tầm độ 20 đến 30 phần trăm thì rất là nhiều còn cái mức mà tầm khoảng 50 đến 60 phần trăm thì nó cũng là tương đối vậy thì chúng ta đã có một cái nhịp đầu tư rất thành công vậy thì chúng ta phải làm gì chúng ta phải giữ lại được cái lợi nhuận đó bởi vì trong cái thực tế các anh chị em của chúng ta đã đã tự đã đầu tư lên thị trường chứng khoán thì mọi người đều thấm thía đều thấm thía một cái câu chuyện là chúng ta chật vật cày cuốc khoảng 3 tháng Uh, có những cái nhịp chúng ta cài quốc chật vật khoảng 2 đến 3 tháng Nhưng chỉ có khoảng 10 ngày thôi hoặc chỉ có một tuần thôi Là thị trường đã lấy đi tất cả những cái lợi nhuận của chúng ta Cái câu chuyện đó nó thường xuyên lặp đi lặp lại ở trên thị trường Nó rất nhiều rồi chứ không phải bây giờ mới lặp lại Vậy thì cái câu chuyện là chúng ta muốn tránh được những cái yếu tố rủi ro đó Thì khi chúng ta đã đạt được một cái tỷ suất lợi nhuận Ok thì chúng ta phải bảo toàn cái lợi nhuận đó và để bảo toàn cái lợi nhuận nó thì chúng ta phải biết đủ là đủ bởi vì trên thị trường chứng khoán không khi nào là đủ hết các anh chị chúng ta lãi được 40% thì chúng ta sẽ muốn lên 50% 80% 100% Cái câu chuyện nó là như vậy nhưng uh, chúng ta cần phải có những cái nhịp nghỉ các anh chị nhé chúng ta thị trường chứng khoán chúng ta cần có nhịp nghỉ và cái giai đoạn mà thị trường nó cứ lừng khừng đi ngang đó nó cứ vòng lên để nó tụt xuống rồi nó vòng lên nó tụt xuống thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta nên nghỉ ngơi đó sau một cái nhịp đầu tư tốt rồi chúng ta nên chốt lại chúng ta nghỉ ngơi chúng ta có thể đi du lịch đúng không ạ đang covid không đi du lịch được ok chúng ta có thể đi lao động hoặc là chúng ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta tạm rời xa thị trường rồi sau đó chúng ta sẽ nhìn lại rằng à cái giai đoạn vừa qua chúng ta đầu tư được như thế nào thành công như thế nào thất bại như thế nào rồi chúng ta rút bài học kinh nghiệm cùng với đó thì chúng ta theo dõi thêm thị trường chứ thị trường chứng khoán nếu khi nào các anh chị em của chúng ta cũng vồ vập rồi khi nào chúng ta cũng ở trên thị trường á thì chúng ta sẽ thất bại rất nhiều nhưng nếu chúng ta tách thành các cái nhịp sau một nhịp tôi đầu tư thành công tôi chốt lãi tôi mang những cái tiền đó để tôi có thể đi làm việc khác hoặc tôi nghỉ ngơi đó và sau đó thì tôi lại bắt đầu quay lại sau khi thị trường mà nó sóc lại tiền ví dụ như vậy thì chúng ta lại quay lại để chúng ta tái đầu tư một cái vòng đầu tư mới tuần hoàn mới đó còn nếu như chúng ta cứ liên tục liên tục bám giữ ở trên cái thị trường của chúng ta như vậy thì chúng ta rất là mất sức và uh, chúng ta sẽ bị uh, ông Mr thị trường ông ấy sẽ quật ngã chúng ta chỉ trong một tuần thôi. Đó, trong một tuần là gần như chúng ta mất hết lợi nhuận và câu chuyện này là câu chuyện đã từng xảy ra đối với cá nhân Hùng Lê và Hùng Lê cam đoan với các anh chị là tất cả nhà đầu tư của chúng ta uh, khi chúng ta đầu tư thì chúng ta đều đã trải qua những cái cái cung bậc cảm xúc như vậy. Nó tiếc nuối lắm các anh chị, có những nhịp mình kiếm lãi được rất nhiều nhưng mà sau đó nó chỉ có một tuần thôi là tự dưng tất cả những cái thành quả của mình nó bay đi hết. Đó thì đấy là những cái mà chúng ta gặp rồi thì chúng ta lại nên tránh. Và cái tuần vừa qua hoặc những cái tuần giao dịch mà thị trường đang kiểu như tuần vừa qua thì chúng ta sẽ nên đó ông vẫn khuyến nghị với mọi người là chúng ta nên đưa một cái uh, tỷ trọng về tiền mặt và tỷ trọng về cổ phiếu nó hợp lý để làm gì? Để nếu như thị trường kịch bản happy đúng không Thị trường có thể đánh break vùng 1.540 điểm đi. Thì chúng ta vẫn có 50% cái cái lượng tiền chúng ta đang nằm ở trong cổ phiếu á, Thì 50% đó cổ phiếu của chúng ta có thể tiếp tục tăng giá. Ok, chúng ta sẽ bằng lòng là à chúng ta chốt lãi nhịp một rồi. Đó, còn 50% nữa thì chúng ta sẽ chốt ở những cái vùng cao hơn. Còn ngược lại nếu kịch bản xấu, thị trường nó bị 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 downtrend hoặc là thị trường nó bị đạp những cái phiên rất mạnh thì chúng ta sẽ có 50 triệu đó, 50% đó để chúng ta làm gì chúng ta mua lại ngay những cái mã cổ phiếu chúng ta đang có trong tài khoản hùng lê cam đoan là các anh chị là t 1 t 2 là nhìn thấy lãi ngay đó bởi vì những cái phiên mà thị trường nó đạp à, 40 50 điểm nó chỉ đạp khoảng tầm một hai phiên thôi và sau đó nó lừng hừng tạo đáy và lịch sử thì hùng lê đã phân tích rất nhiều các cái nhịp tạo đáy của thị trường thành công đó thì chúng ta sẽ bắt được những cái nhịp tạo đáy đó và chúng ta sẽ à, mua hàng ở những cái nhịp đó thì đấy là những cái nhịp rất tuyệt vời để chúng ta có được những cái lợi nhuận tốt đó thì Hùng Lê lại lưu ý với các anh chị một cái lần nữa chúng ta nhấn mạnh những cái việc đó còn những cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta không đủ thời gian để chúng ta phân tích thì chúng ta có thể comment ở bên dưới phần bản tin bởi vì các anh chị biết là chỉ có chỉ có khoảng một giờ ba phút Hùng Lê đã phải truyền tải một cái lượng rất lớn các cái mã cổ phiếu còn nếu như ông chỉ phân tích một nhóm ngành thì nó lại khác còn đây gần như ông view gần như tổng quan gần như tổng quan những cái mã ngành cơ bản nhất để cho các anh chị có thể nắm được như vậy là cái quãng thời gian nó cũng rất là ngắn và rất là hạn hẹp. Uh, Vic thì uh, hiện tại đang đi khá đúng với cái dự báo đó là nó sẽ tích lũy ở nền 93.5 đến khoảng nền 95 các anh chị. Uh, nhìn về mặt ý đồ, nhìn về mặt ý đồ thì đây là những cái điểm tích lũy khá là đẹp của Vic và tuần tới thì chúng ta có thể kỳ vọng Vic sẽ uh, sau khi tích lũy nền này tốt rồi thì Vic sẽ có một cái nhịp đánh lên và mục tiêu thì trong nhịp này thì Vic vẫn đánh lên đâu đó khoảng vùng 100. VHM đó uh, những nhà đầu tư hồ hởi phấn khởi mua ở đây nhưng không cũng sẽ không thế trong bản tin tuần cũng đã phân tích cho các anh chị đúng không ạ Vinhome sẽ có một nhịp đạp và ít nhất là nó sẽ đạp về khoảng vùng 83 nhưng trên thực tế là bây giờ nó đạp sâu hơn rồi này đạp về vùng 82 rồi đó và cái nhịp đạp đó thì sẽ đưa Vinhome về lại khoảng vùng 80 đến 81.5 và vùng này thì Vinhome sẽ có thêm cái điểm tích lũy ở đây nếu như những cái tài khoản mà chúng ta thích mua Vinhome thì đây sẽ là thời điểm mua chứ không phải là chúng ta mua ở trên này VRE đến thời điểm hiện tại nó cũng chạm về kháng cự 32 và nó đang có những điểm test cung kỹ thuật về mặt lý thuyết thì nó test không gãy khoảng vùng 31 là đẹp các anh chị. Test không gãy 31 là đẹp. Và vùng test 31 này nó test thành công và có một cây nến đè vùng 32 cộng thì lúc đó thì chúng ta có thể xây target của em này lên khoảng vùng 33 đến khoảng vùng 34. Nhưng ngược lại nó bị gãy vùng 31 thì nó sẽ quay về nền ở đây, đó là nền 29 đến nền 30 để nó tích lũy trở lại. Sapeco thì nhìn chung khá là tốt trong tuần vừa qua nó là một cái nhân tố cũng giúp điểm số của index của chúng ta tăng tương đối là ổn định ờ, Nó đang break được vùng lăm, 14... thì ngắn hạn nó sẽ kéo lên khoảng vùng 175 đây các anh chị ờ, Dự báo là như vậy và, và tín hiệu của SAB thì hiện tại cũng đang khá là ok Rồi Vinamilk, Vinamilk là chúng ta tiếp cận ở Vinamilk ở những cái vùng giá ở, ở, đằng này những cái bản tin mà mình đã phân tích cho các anh chị ở vùng 85 đến khoảng vùng 86 đó là những cái vùng mà chúng ta tiếp cận Vinamilk Ở à, sau đó thì có phân tích một cái kháng cự 92 ở đây và đúng gặp kháng cự 92 ở đây thì nó đứt thực ra nó chưa phải đứt đấy là những cái điểm mà nó lại phải chỉnh giảm trở lại để nó quay lại nó nền nó tích lũy thì ngắn hạn thì chúng ta sẽ tiếp cận tiếp Vinamilk nói chung ở những vùng 88 87 và những cái vùng sâu ở dưới này khi mà cổ phiếu này chỉnh thì À, chúng ta xác định đánh Vinamilk là đánh dài Chứ chúng ta đánh lướt là sẽ không thể đánh được <laughs> Sẽ cầm dài Sẽ cầm dài ở trên những cái nền tảng hỗ trợ tốt kỹ thuật của nó Ở khoảng vùng 85 đến khoảng vùng 86 Đó là Vinamilk GTN thì sau một cái thời gian mà chúng ta theo đuổi à, Thì GTN trong tuần nó cũng đang hướng về cái vùng kháng cự rất mạnh ở đây Vùng 21.5 đến vùng 22 Đã chỉnh kỹ thuật Uh, nó test lại cái vùng biên ở đây như vậy là đẹp các anh chị vùng 19.5 đến vùng 20 nói chung là GTN đã test lại vùng biên kỹ thuật ở đây tương đối đẹp ngắn hạn thì khả năng GTN sẽ chưa chạy ngay được đâu nó sẽ quay lại test bởi vì thị trường thì cũng chưa nhìn thấy cái 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 điểm sáng cơ bản những điểm sáng cơ bản tí nữa cuối bản tin thì chúng ta sẽ phân tích GTN sẽ quay lại những cái điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 19.5 đến vùng 20 Thì đối với các cái tài khoản mà chúng ta cầm thì chúng ta có thể canh gom thêm ở đây à, Chờ đợi một cái thời cơ GTN có một cây nến đè vùng 22 Và test lại vùng 2 thành công thì chúng ta sẽ nâng target lên khoảng vùng 23 năm đến khoảng vùng 24 vrc đã có một cái kháng cự ở đây và từ kháng cự này thì chúng ta phân tích một cái nhịp chỉnh uh, kỹ thuật ở khoảng về quanh 130. ở uh, trong tuần vừa qua thì VDC có những điểm chỉnh về dưới 130 nhưng đóng cửa tuần thì nó lại đúng 130. đó tức là nếu mà về mặt chúng ta phân tích về mặt gọi là uh, các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đó quanh 130 thì ở đây thì thực ra thì về mặt lý thuyết thì nó cũng có một cái điểm đạp nhẹ ở đây thôi. nó điểm này nó cũng khá cân đến điểm này tức là quanh đây bao nhiêu khoảng quanh 127 các anh chị. À, nhìn về ngắn hạn của VDC thì à, nó có thể quay lại test lại một lần nữa ở quanh 127 rồi có cơ hội mà lực cầu tốt trở lại thì nó lại quay về cái vùng kháng cự 135 ở đây. AVN nhìn chung á, thì tuần vừa qua nó có một cái điểm phục hồi kỹ thuật ở đây nhưng điểm này khả năng thì nó sẽ quay lại cái vùng ở đây quay lại vùng kháng cự 26 thì nó lại bị sọt lại thôi và đối với HVN thì khả năng cái vùng vùng tích lũy dài dài hơi của nó ở đây khoảng vùng 20 21 khoảng vùng 21 đến khoảng vùng 22 ở đây thì nó hợp lý hơn. ACV vẫn đang biệt mài vẫn đang biệt mài xây nền xây lâu thế nhỉ. Vùng 84 đến vùng 85 đó là cái vùng cổ phiếu này đang xây. Uh, target kỹ thuật của ACV thì vẫn đưa về khoảng vùng giá 92 là hợp lý. Uh, họ Man San thì uh, trong tuần vừa qua thì như cũng có nhắn mạnh đến uh, mã cổ phiếu MSN, uh, mã cổ phiếu MSN sau khi mà em này chạm về vùng 150, đây là cái vùng kháng cự đấy các anh chị, thì uh, em này ngay lập tức là trong tuần nó đã có những cái nhịp uh, test cung kỹ thuật và uh, những cái nhịp test này thì được đánh giá là tích cực được đánh giá là tích cực anh chị. Tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng 150, có nến đè lên vùng 150 cộng thì em này sẽ lên khoảng vùng 170. MSR, MSR là trước đây thì chúng ta tiếp cận MSR bởi những cái đường cong rất là mềm mại. Và sau khi mà nó break được cái vùng 24.5 ở đây. Đó, mẫu chốt vấn đề bây giờ chúng ta sẽ khai thác cổ phiếu này ở vùng 24.5. À thì ông Lê có phân tích rồi sau khi mà cổ phiếu này đạt đến những cái vùng này thì khả năng nó sẽ quay test ở biên một ở vùng 25.5 và test sâu hơn nó sẽ có thể quay về vùng 24.5 thì vẫn chấp nhận được Và thậm chí là cổ phiếu này có thể cái cái cái, cái test kỹ thuật à, nếu mà test kỹ thuật thì nó có thể tính toán ở vùng 24 nữa đó đến vùng 24.5 thì cái thời điểm này chúng ta tiếp cận đến à, đến cổ phiếu này đó là điểm mua break và điểm mua break thì chúng ta phải rất thận trọng. Đó chúng ta phải canh những cái biên hỗ trợ để chúng ta vào. Đó, chứ chúng ta không đua theo những cái điểm xanh ở đây, đó là những cái điểm rất nguy hiểm bởi vì cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật quay về cái vùng nó vừa break xong. À MML thì em này thì Hùng có phân tích ở trên 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 tuần thôi và các anh chị có thể nhìn đây và hiện tại thì chúng ta đang xây dựng một cái sóng lên. Uh, sóng lên của ML thì uh, dự kiến cái target trong nhịp cũ là 100 Thì bây giờ vẫn đưa về 100 thôi Tức là sau khi nó test kỹ thuật ở vùng giá 85 ở đây ổn định Thì nó sẽ đi về ở đây Vùng trăm. <laughs> BVH uh, sau khi mà nó có những cái điểm break Có phải điểm break nhỉ ta view lại một tí đúng rồi Sau khi nó có một cái điểm break ở đây thì Chúng ta cũng đã dự báo cái kịch bản là cổ phiếu này sẽ test chỉnh và nó sẽ test chỉnh về quay lại vùng 63. Trong tuần thì các anh chị có thể nhìn thấy đây này. Nó suy soát ở vùng 63 và hiện tại thì nó vẫn đang gọi là chỉnh cung kỹ thuật để nó 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 kiểm tra cái lượng cung cầu xem là ai bán thì bán đi và cái dòng tiền tạo lập nó có quay lại để nó đánh tiếp hay không. Thì cái mốc 63 này là một cái mốc cực kỳ quan trọng để à, xác nhận cái xu hướng đi tiếp các anh chị nhá. Các tài khoản mà đang cầm chú ý ở vùng 63. MWG ở thời điểm hiện tại là có phân tích một cái kháng cự đây 135 các anh chị và uh, nó đang đi ở theo một cái hình xin và cái xin đó thì cũng có xác định đáy ở vùng 125 và cận trên ở vùng 135 thì khả năng trong ngắn hạn thì MWG sẽ đi ở trong cái biên này và sau khi mà nó đi ở trong biên này rồi ấy, thì nó sẽ phát đi cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo và chúng ta sẽ phân tích uh, căn cứ ở trên cái tín hiệu đó thì chúng ta sẽ phân tích đúng không ạ? Uh, PNG, Nhìn về xu hướng là PNG hiện tại đang đánh tương đối là tốt và trong tuần vừa qua thì chúng ta cùng nhìn lại ý đồ tạo lập ở đây. Và ý đồ tạo lập ở đây thì hiện tại đang khá là giống nhau. Khá là giống nhau. Tuy nhiên dòng tiền ở đây thì nó ổn định hơn so với nhịp này và bây giờ nó cũng đang tiệm cận về ở cái vùng kháng cự mùng lê có phân tích ở đây là vùng 108. Vùng 105 đến khoảng vùng 108. Nếu hùng nhớ không nhầm là như vậy và bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây. Thì trên góc độ kỹ thuật đó là nhịp này về nhìn về ý đồ là PNG đã đánh kể cả trong tuần vừa qua PNG có những nhịp gọi là đánh rất sâu về vùng 102 nhưng sau đó thì nó lại kéo lên kéo vượt lên vùng 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 105 và kết tuần ở vùng 108 thì như vậy là một cái ý đồ tương đối tốt của tạo lập khả năng sang tuần tới thì nó sẽ quay lại vùng 105 105 đến 106 ổn định với lực cầu khoảng tầm trên một triệu cổ phiếu thì nhịp này chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng PNG ở vùng 115. Anh chị đang cầm PNG thì chúng ta cứ cầm thêm. À G, à, cơ điện lạnh G thì à, G là trong tuần vừa qua sau khi mà nó break lên thì Lê có phân tích ở đây nó bắt buộc nó phải quay lại test chỉnh lại cái vùng 74. Và đến phiên giao dịch ngày thứ hai thì G đã bị thủng vùng 74 và các phiên liền sau đó thì G đã không không lấy lại được cái vùng 74 cộng ở đây 73 cộng ở đây thì như vậy là di sẽ quay lại ngắn hạn thì di sẽ quay lại vùng 68 đến khoảng vùng giá 768 68.5 chính xác là 68.5 đến vùng 78.5 để test cung tích lũy ở đây và sau khi nó test cung tích lũy thành công á thì khi đó chúng ta mới có thể định lượng được là em này em ấy sẽ đánh lên vùng lại vùng 73 74 hay nếu như mà cái trường hợp mà em này mà em bị thủng thủng nhá ví dụ đó sau khi hồi hồi mà ông ấy thủng cái vùng này như vậy thì nó sẽ đi về vùng 63.5 thì các anh chị nhớ thấy là có thể xem lại những cái bản tin phân tích của ông Lê khi hùng phân tích cái vùng cái 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 chậu ở đây này đó khi nó ở trên này nó lao xuống cái chậu này thì chính cái chậu này đó là chính là cái điểm bắt đầu phân tích một sóng lên của Di và gần như chúng ta cũng đã đưa được một cái target của Di tương đối cao tương đối cao và đến thời điểm này thì nó đang có vấn đề các anh chị đang có vấn đề và có vấn đề thì chúng ta cầm cổ phiếu thì chúng ta phải quan tâm chúng ta xử lý thôi. Đó, và chúng ta nhớ đến cái vùng 68 5 này sẽ là một cái biên kỹ thuật để uh, xác nhận gì có có còn liên tiếp được cái vùng lại cái vùng hãng cự đây. Còn đây là cái vùng mà tạo lập đang có thể là nó gọi là phân phối hàng ví dụ như vậy. Lường khừng mãi nó không đi được nữa, đó. Rồi, uh, công nghệ FPT thì FPT thì cứ ôm thôi. Quan điểm kỹ thuật cùng như vậy, không gãy 90 cứ ôm hiện tại thì nó đang đi ở quanh vùng 95 cũng tương đối là đẹp nói chung nó đang neo giữ ở vùng 95 này thì khả năng nó sẽ dự kiến là nó sẽ đánh vượt vùng 100 và PNG uh, FPT thì khả năng cao là đánh vượt FPT nó cũng 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 là một cái mã cổ phiếu nhìn cơ bản tốt và nó cũng đang đi một cái trang kỹ thuật gần như nó chỉ có đi lên chưa thấy đi xuống tức là nó chưa vào một cái downtrend. Đó, khi nào nó thủng 90 này này thì nó sẽ đi vào downtrend này chứ còn nếu mà nó chưa thủng 90 thì nó vẫn còn nó vẫn còn lành hưởng lắm nó vẫn còn đi tiếp được thì chúng ta cứ cầm nắm à, DGVK nhìn chung à, nhịp này thì đó chúng ta phân tích mấy tuần rồi ở kháng cự 120 và 106 107 đây này đó nếu mà nâng nâng lên chỗ này thì nó khoảng đâu đó khoảng 108 à, à 108 đó, nó đang đi ngang ở trong cái biên này và sau một cái thời gian đi ở trong cái biên hẹp này thì cổ phiếu sẽ phát đi các cái tín hiệu tiếp theo. CMG cũng tương tự như vậy, nó cũng đang đi ở trong một cái biên hình xin đây. Đó, hình xin đáy dưới ở đây là mấy đấy ạ? Khoảng vùng 60 và đáy trên khoảng vùng 65 và nó đang đi ở trong cái biên này. Ở CMG thì gần như cũng không không còn khuyến nghị mua nữa bởi vì CMG chúng ta bắt ở những cái điểm rất là sâu đây và sau những cái điểm chạy nước rút ở này thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta canh để chúng ta chốt hàng thôi. Rồi, bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành uh, tương đối là quan trọng đó là nhóm P thì uh, uh, trong cái thời điểm hiện tại thì hùng Lê nhận thấy rằng là tạo lập đã uh, xoay chuyển dòng tiền, dòng tiền. Thì cái câu chuyện là cái câu chuyện là tạo lập uh, xoay chuyển dòng tiền đó là có hôm thì tạo lập uh, sẽ gom uh, có hôm thì tạo lập gom, uh, gom, gom 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 gọi là đánh đánh, đánh nhóm banh. Ờ, có hôm thì tạo lập đánh nhóm chứng khoán lên và có hôm thì tạo lập đánh nhóm P. Và trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì tạo lập đã sử dụng P để giữ lại điểm số của thị trường. Đó thì ở trong cái tuần vừa qua thì thì tạo lập liên tục liên tục xoay chuyển dòng tiền như vậy thì đấy cũng là một cái ý đồ để chúng ta cứ 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 xoay chuyển theo thôi, tức là từng từ nào mà cái mốc 1520 điểm của chúng ta vẫn còn giữ được. Đó, quan điểm hùng như vậy. ở chúng ta có những cái cột tiêu để chúng ta đi. Và những cái cột tiêu đó À, khi mà nó vi phạm thì đấy là thời điểm mà chúng ta cần phải hành động đó còn nếu mà nó chưa vi phạm thì ok chúng ta có thể túc tác túc tác ví dụ như vậy vừa đầu tư vừa bán đó mã nào lời thì chúng ta bán mã nào mà đang còn dòng tiền thì có điểm mua thì chúng ta mua thôi quan điểm là như vậy rồi uh, gat đối với thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn như sau đó các anh chị phiên ngày hôm nay là phiên kéo 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 dốc p lên thì uh, nhìn chung thì gat sau khi đạt target ở khoảng 120 thì ông Lê có đặt ra 130 và nó đã đi được gần sát đến 130 thì nó chỉnh ờ, phía nay có một nhịp kéo và cái nhịp chỉnh đó thì dự báo là sẽ quay về vùng 115 và trong tuần vừa qua thì các anh chị có thể nhìn thấy đây nó cũng gần sát 116.5 ờ, trên 115 như vậy khoảng tầm 1.000 rưỡi nữa Nói chung là cũng không tuyệt đối được thì em này kéo lên ờ, với nhịp kéo lên này thì khả năng cao là sẽ quay lại test 120 ổn định 120 thì vẫn nâng người ta của gas ở đây thôi nhịp này khoảng về 130 điểm mua thì không có khuyến nghị nữa bởi vì gần như lên đến những cái vùng ở trên này rồi thì chúng ta chỉ view kỹ thuật thôi uh, PLX ở đây nó có vùng hỗ trợ kỹ thuật của PLX ở đây nó ở vùng 52.5 đến khoảng vùng 53 ở đây và sau khi mà gặp kháng cự này thì ông Lê đã có phân tích cái điểm chỉnh kỹ thuật của nó ở đây và nó đã chỉnh đúng về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và phiên nay cũng là một phiên kéo thì cái điểm kéo này thì cũng chưa thực sự là 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 xuất sắc. Ờ, có thể là các anh chị nhìn thấy đây cũng là một điểm kéo và sau đó thì nó có hai cây nến thì nó lại về lại vùng kháng cự đây và chúng ta lưu ý ở cái vùng kháng cự khá là dày. Ờ, cùng với cùng với chúng ta ghép nối với cái câu chuyện là giá dầu VKT đang bị mất vùng 82. Đó, thì chúng ta sẽ 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 lượng hóa được cái nhóm P Uh, pet là một cái mã cổ phiếu nó thiên về cái chiều hướng đầu cơ rất là cao và đến thời điểm hiện tại thì pet đang uh, có khoảng 3 tuần đi chúng ta tính khoảng 3 tuần đang giao dịch ở trên vùng 28.7 bảy. Uh, 2 tuần thì nó lừng khừng ở vùng 30 thì với một cái 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 việc đi ngang như thế này thì, uh, thì, 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 thì 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 chúng ta sẽ sẽ tiếp cận nó như thế nào thì có hai góc độ để tiếp cận có hai góc độ tiếp cận tức là thường là chúng ta sẽ gọi là điểm mua break đó điểm mua break thì chúng ta có thể nhặt một ít ở vùng này à, sau đó thì ở cái vùng 30 30 30 5 này, này. đó sau đó thì có thể về đến vùng 28.7 chúng ta có thể nhặt tiếp một điểm thứ hai và sau hai cái điểm nhặt đó thì chúng ta sẽ chờ đó sẽ chờ cái tín hiệu kỹ thuật ví dụ như là nó bị phá vỡ vùng 28 chẳng hạn như vậy là cái điểm mua break của chúng ta bị sai còn trong trường hợp nếu như nó phá vỡ cái vùng 32 cộng ở đây thì điểm mua vào đây của chúng ta sẽ đúng và uh, tại cái điểm mà nó thoát vùng 32 cộng thì chúng ta sẽ mở gom thêm còn uh, pet nhìn chung thì dòng tiền đang đi ngang như này thì xu hướng tiếp tục sẽ đi ngang thôi chưa chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến uh, pvt ở đây có phân tích vùng kháng cự 26 và vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 24 và xu hướng thì đang đi ở trong cái biên này PVS có phân tích vùng kháng cự của nó ở đây ở vùng 31 và các anh chị có thể nhìn thấy đây nó khi nó chạm về những cái vùng kháng cự đây thì nó chỉnh và những cái điểm chỉnh giảm đó thì dự là sẽ chạm về vùng 28 và trong phiên này nó chạm đúng mút 28 rút chân lên à, nhìn chung thì cái điểm rút chân này à, cũng phải lưu ý bởi vì nếu như mà PVS mà bị mất vùng 28 thì nó sẽ là xấu Còn nếu nó vẫn giữ được vùng 28 ở đây Thì có thể nó sẽ có những cái phiên À, nó có thể nó có những cái phiên mà nó uh, nó hồi lên rồi nó lại sọt xuống tức là nó cũng đi theo cái kiểu kiểu nôm na là kiểu hình xin các anh chị đó đó nó đi như này đó chạm lên rồi đó đó thì sau sau một cái giai đoạn nó đi ngang như vậy thì chúng ta sẽ có cái tín hiệu kỹ thuật để uh, để phán đoán đó, gãy vùng 28 thì như vậy chúng ta phải bán thôi bởi vì đương nhiên nó mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì chúng ta không thể cầm nữa đó. PVD thì nhìn tín hiệu là tích cực Đó, tích cực Và sau khi mà nó break được cái nền 26.5 Thì chúng ta có xây một cái kháng cự của PVD ở đây Là vùng 28 đến vùng 29 Và phiên nay thì nó có cái tín hiệu break vùng 29.5 Với lực cầu tương đối ổn à, với cái tín hiệu như thế này thì PVD có thể sang tuần nó sẽ test lại nhẹ nhàng Tức là nếu mà nó test đẹp á, thì nó sẽ test lại vùng 28 ở đây và sau đó nó kéo vượt thoát lại lần thứ hai Nó kéo vượt thoát lại lần thứ hai thì nó sẽ xác nhận là PVD sẽ tiếp tục đánh Và với các anh chị em mà cầm PVD thì chúng ta cứ cầm thôi Không gãy 26.5 thì PVD cứ cầm Cứ cầm được, nói chung là được Ôi, đến thời điểm hiện tại thì nhìn chung oi đang tương đối là tốt các anh chị Sau khi mà nó break nền 16 ở đây thì tuần vừa trong cái tuần vừa qua nó liên tục có những cái điểm uh, quay test lại ở vùng 16 và đây gần như chúng ta xác nhận rằng những cái điểm test cung này được đánh giá là thành công. Thì ngắn hạn thì OI sẽ hướng về vùng giá mục tiêu 18, vượt 18 thì nó có một cái target kỹ thuật ở đây khoảng vùng năm đến khoảng vùng 20 ở đây nữa. Tín hiệu của OI tương đối là ổn. Uh, BSR hiện tại thì sau khi mà BSR uh, đạt được cái target mà phân tích ở đây đó là vùng 24 nó chỉnh này và nhìn những cái điểm test kỹ thuật của nó ở đây tương đối là đẹp. Nó test lại vùng 23.5 là rất đẹp. Thậm chí là BSR mọi người có hỏi hùng là có bán không? Thì nếu như thậm chí BSR có thể test về vùng 20 20 mấy đấy các anh chị nhỉ, 22.5. Tức là nó có thể có điểm test kỹ thuật ở đây. Đó và sau đó thì nó cho phép test lại về vùng 23 2.5. Vùng này không gãy thì các anh chị cứ ôm BSR. Đó và nó tích lũy ổn định nền ở đây thì cái target dự kiến kỳ vọng tiếp theo của nó ở khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 27 27 năm gì đấy nói, nói chung là giờ sẽ kỳ vọng như vậy POV kép thì nhìn chung là uh, cái kháng cự của nó ở đây nó vẫn là 13 13.5 anh chị kháng cự 13.5 và trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có những điểm test uh, được đánh giá như thế này được gọi tạm gọi là đẹp không gãy vùng 12.5 như vậy là 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 tạm ổn và cái lực cầu của cuối phiên nay như thế này là tốt thì dự kiến là nó có thể quay lại cái target mà chúng ta đang kỳ vọng của POVK ở đây đó khoảng tầm 13.5 Ờ, PVC thì nhìn chung đó PVC thì nhìn chung ở đây có cái kháng cự đây các anh chị này đó kháng cự đây đó là khoảng vùng 13 năm đến vùng 14 trong uh, tuần thì đã có lúc PVC chạm tận kháng cự lên tận vùng uh, 14.5 uh, và nói chung uh, cái kháng cự này thì chúng ta sẽ canh chúng ta chốt hàng đi một phần các anh chị. À, uh, PV bò như vậy là PV bò cũng đang vận động ở những vùng kháng cự tương đối là mạnh ở đây đó là vùng 17 và gần như hai tuần vừa qua thì cổ phiếu này cũng đã không thể vượt thoát được. Uh, nó có một cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 16 Đã phân tích rồi Và trong tuần thì cũng đã có những điểm chém lại vùng 16 Và sau đó thì nó đang hồi lên ở vùng 17 cộng Mắc ở nhịp này thì có thể kỳ vọng uh, Với giá dầu hiện tại như thế này thì cũng không khả quan lắm Nói chung là may mắn thì lên được vùng 18 Và nói chung là vùng 17 cộng của chúng ta có thể canh để chúng ta chốt trần được rồi Rồi bây giờ thì sẽ đi phân tích nhóm uh, Banh và chứng khoán Thì nhóm banh ở trong uh, Cái thời điểm vừa qua nó đã Uh, có một cái vai trò rất là quan trọng. Thực ra về về lý thuyết là trong tuần vừa qua tạo lập sử dụng manh, sau đó sử dụng chứng khoán và sau đó là phiên kết tuần ngày hôm nay thì sử dụng P. Và họ luôn chuyển cái dòng tiền qua lại các cái nhóm ngành đó để giữ lại cái vùng hỗ trợ mươi của phái sinh và của VN30 thì đấy là một cái yếu tố tạo lập. Uh, và sau những cái yếu tố tạo lập đó thì chúng ta sẽ lần mò theo tức là lần mò thêm để chúng ta phán đoán thêm thôi chứ chúng ta bây giờ ở cái thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ rất khó để dự báo bởi vì tạo lập thường có những cái kiểu là neo 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 neo, neo như vậy rồi sau đó ông đạp rầm một phát ông rút lệnh rất là nhanh và trong tuần vừa qua cũng đã có những cái thời điểm mà đang xanh tự dưng là rút hết lệnh đấy nhóm ngành bất động sản đấy đang xanh thậm chí tăng kịch trần và chỉ trong chốc lát thôi thì trong khoảng tầm độ 1 2 phút thôi là <laughs> toàn bộ lệnh rút sạch và đạp sàn luôn. Đó, con con DG tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích. Đó, vậy thì cái 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 tạo lập của thị trường nó cũng rất là nguy hiểm và bây giờ thì chúng ta nên thận trọng thế thôi. À, rồi, à, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến việc comboanh. <laughs> thì à, đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây, tức là phiên giao dịch của ngày thứ tư là họ dùng banh để họ kéo này. Đấy. Phiên giao dịch của ngày thứ năm là họ dùng nhóm chứng khoán để họ kéo này và phiên giao dịch của ngày thứ sáu là họ dùng P để họ kéo. Đó thì trong ba cái ngày liên tục như vậy thì có nhận diện như vậy. Vietcombank ở đây thì có một cái vùng vùng kháng cự đấy các anh chị và chạm về vùng kháng cự này thì nó đang nó đang bị rụt cổ lại, còn cái vùng hỗ trợ của nó ở đây là vùng 95 thì trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ có một cái biên của Vietcombank là vùng 95 đến 100. Ở trong trường hợp nếu như việc công anh đè được cái vùng 100 và test lại đây nó đè vùng 100 này nhưng nó test lại đây này các anh chị đây là test lại bị thất bại thì nó phải đè được vùng 100 và sau đó nó test thành công ở vùng 100 thì cái đó chúng ta sẽ xây các cái target tiếp theo ACB BIDV <laughs> Đó, ACB thì uh, trong tuần vừa qua nó đã đè được lên ở cái vùng ở đây là vùng 33 cộng và nó đang có hai cây nến test này. Thì khả năng sang tuần tới thì nó sẽ test lại ở khoảng vùng 33, nó ổn định thì uh, chúng ta có thể nâng target của ACB lên khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36 và cái nhịp này thì uh, đang là nhịp hồi của banh, đang là nhịp hồi của banh. công thương, công thương thì trong tuần vừa qua nó cũng đã đè được lên vùng 32 cộng và nó cũng đang có hai phiên test. Bởi vì sau khi mà nó break những cái vùng kháng cự rồi á thì bao giờ nó cũng sẽ quay lại nó test lại và đây là đang những cái phiên test và chúng ta có thể chúng ta có thể đánh giá thêm cái mức độ test thành công của công thương trong phiên giao dịch ngày ngày thứ hai và ngày thứ ba. Test không gãy vùng 32 thì có thể nâng lên ở vùng 33 đến khoảng vùng 34 để là target ngắn hạn tiếp theo của công thương. Uh, BIDv BIDV cũng đánh khá là tốt biết đánh khá là tốt trong tuần vừa qua <laughs> đó thì uh, sau một nhịp uh, bit lừng khừng ở đây đâu đó ở khoảng vùng 39 à 39 37.5 đây 38.5 vùng 39 uh, thì uh, phiên kết tuần trước thì biết đã đánh vượt thoát lên được và uh, đánh vượt thoát được lên cái nền ở đây đó là nền 40.5 vùng nay có phân tích cái điểm gọi là dự kiến là bit sẽ quay lại test lại nền. Ờ, nhưng trên thực tế thì bit chỉ có test có hai biên và nó test như thế này là gọi là cực khỏe về về mặt kỹ thuật như vậy nó cực khỏe. Và bây giờ nó chạm về vùng 44 rồi thì dự kiến là nó cũng sẽ test kỹ thuật. nó nó sẽ test một đến ba phiên. Đẹp nhất thì uh, ông này ông có thể test lại về vùng 42.5 đến khoảng vùng 43, không gãy. Đó, lực cầu tiếp tục ổn định ở khoảng tầm độ 4 triệu cổ phiếu. Và đè lại vùng 44 cộng anh chị như lưu ý là như vậy Khi mà nó đè lại được vùng 40 cộng Với một lực cầu trên 4 triệu cổ phiếu Thì có thể nâng cái nhịp này của bit Có thể nâng cái vùng kháng cự tiếp theo của nó Lên khoảng vùng giá 40 46.5 Rồi bit là như vậy ở uh, Techcombank Techcombank thì ở đây nó có kháng cự đây 54 đến vùng 55 các anh chị này hỗ trợ ở đó thì trong một cái nhịp đạp này thì chúng ta còn nói đến hỗ trợ 51 và từ 51 này thì nó lại vòng lên 54. 54 này rất có thể là đây nó có hai phiên rồi, hai phiên test rồi. Thì uh, ít nhất nó cũng sẽ test về khoảng vùng 52, Đến khoảng vùng 52.5. Vùng này ổn thì nó lại kéo lên vùng kháng cự. Đấy, ngắn hạn thì tech uh, như vậy. TP đang uh, đi ngang ở vùng kháng cự 44. Ờ uh, về mặt kỹ thuật thì Uh, chúng ta đang có thể tính toán gọi là điểm break của em này nhưng em break xong và cây nến này thì đang tạm gọi là cây nến cây nến test kỹ thuật nó không thành công uh, và những cây nến liền sau nó thì nó cũng đang nằm ở dưới vùng 44 cộng như vậy thì khả năng cao là nó sẽ quay lại để test lại cái đáy gần nhất của nó ở đây đó là quanh biên 42 và từ biên này thì có thể uh, sẽ phân tích thêm những cái ý đồ tạo lập tiếp theo VPBank thì nhìn chung là trong cái nhịp này thì nó đánh cũng tương đối là rời rạc thôi, nó không 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 có cái sự liên kết và ở những cái mẫu hình như thế này chúng ta rất là khó bắt, khó bắt các anh chị. Ở ngắn hạn thì VPBank có thể kỳ vọng với một cái nhịp P nó test ở vùng 37.5 thành công, tức là nó sẽ quay lại test 37.5 ở đây thì VP có thể kéo lên ở khoảng vùng 40. À như vậy là gần như nó cũng quay nếu như về 40 là nó cũng về lại cái vùng đỉnh lịch sử của nó đây. Tức là như thế là là cũng khá là khá là kinh khủng đấy. Tức là tạo lập vẫn chưa 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 tháo hết hàng hay sao? HD Bank thì trong tuần vừa qua đó một phiên mà tạo lập đánh tương đối rát của nhóm banh Nó chạm lại vùng 273, đây là vùng kháng cự và nó đang có hai cây test lại, dự test ở khoảng vùng 26.5. Ổn. Nói chung là nếu mà phải test ổn ở vùng 26.5 thì nhịp này HD có thể đánh lên được HD có thể đánh lên được ở đây, kỳ vọng ở khoảng vùng 28 đến khoảng vùng 28.5. SHB trong tuần vừa qua thì nhìn chung là SHB đánh tương đối tốt sau khi mà nó chạm cái vùng 30 ở đây thì cây nến ngày hôm nay là một cây nến test này. Nó có test lại biên kỹ thuật của nó ở đây là 29.5 đến vùng 30 và sau đó thì đóng cửa vượt lên trên vùng 30 cộng như vậy là một cái cây nến test tương đối là đẹp. Với lực cầu hiện tại thì em này cũng đang đạt một cái lượng volume khoảng 45 triệu cổ phiếu là tương đối tương đối hot rồi đấy, đấy. Nói chung là SHB mà đánh 45 triệu là hot đấy. À, nó có vấn đề rồi Nói chung 40 đến 45 đến 50 triệu cổ phiếu là có vấn đề Tức là có một cái dòng tiền đang rất lớn để nó đánh vào đây Thì uh, chúng ta sẽ quan sát tiếp cái kháng cự tiếp theo của nó ở vùng 32.5 ở đây Với lực đánh này thì cái vùng 32.5 dự là có thể đạt được Ờ, uh, STB, STB bây giờ đánh nó cũng đang tương đối có nét rồi Chúng ta sẽ view view lại một tí nào Như vậy là STB cũng đã giảm tương đối mạnh Từ vùng 35 Uh, xuống vùng 24 và chính xác là vùng 24, 24.5 Chúng ta bắt đầu gọi là <laughs> tính toán một cái biên hỗ trợ kỹ thuật Nó đánh lên ở đây là vùng 27 và dự chỉnh lại vùng 26 Đó và bây giờ nó đang đánh lên vùng 28.5 28.5 thì dự kiến là nó sẽ test lại ở vùng 27 và test thành công ở vùng 27 Và lực cầu lại quay lại, lực cầu của em này cũng đang khá là ổn đấy đã có những phiên đánh 40 triệu cổ phiếu là có vấn đề rồi. và nó chỉ cần xuất hiện thêm một cái phiên thứ hai. Tức là có thể nó sẽ đè vùng 28.5 ở đây. Nó sẽ đè 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 gãy cái vùng 28.5 ở đây khoảng 40 triệu nữa thì xác nhận là dòng tiền bắt đầu quay lại đánh STB. Và lúc đó thì target tiếp theo của nó có thể vùng 30 và xa hơn thì chúng ta lại bắt đầu xây lại. Xa hơn thì chúng ta lại bắt đầu xây lại cái target kỹ thuật tiếp theo của STB ở khoảng vùng 32 đó tùy ờ, như vậy thì chúng ta phải đánh giá thêm cái tín hiệu dòng tiền ở đây và nhìn chung thì nó đánh uh, stb cũng đang đánh khá có ý đồ khá có ý đồ các anh chị uh, liên việt Bank <laughs> nó đánh khá giống với stb nói chung mấy con pen này thì đánh khá giống nhau sau khi nó đè được đây uh, vừa qua thì tuần vừa qua thì dòng tiền cũng đang tương đối là tốt uh, đè được vùng 22 với dòng tiền khoảng 15 triệu cổ phiếu như vậy là cũng cũng cơ bản ở đấy nói chung là cơ bản rồi đó, các ông mà cứ đánh khoảng tầm độ 15 đến đó banh này các anh chị nhìn thấy nhá sau một cái giai đoạn banh này nó đánh gần như không có vôn và vôn rất là thấp thì bắt đầu tuần vừa qua là cái tuần mà dòng tiền bắt đầu đánh lại nhóm banh đó vậy thì khi dòng tiền bắt đầu đánh lại nhóm banh như vậy thì ở chúng ta cũng sẽ phải hướng cái dòng tiền của chúng ta hướng cái cái đầu tư của chúng ta quay lại bắt những cái mã cổ phiếu banh và ví dụ như là liên phong banh ở đây là cũng đang liên việt phong banh cũng khá là ok thì nó đang có hai cây mút test ở đây Đẹp. Như vậy là mút test này khá là đẹp. Thuần về kỹ thuật là rất đẹp các anh chị nhé. Thuần về kỹ thuật là như vậy là mô hình này là mô hình cực gọi là siêu phẩm đó. 22.5 đó là nó sẽ test lại những cái điểm 22.5, 22.4 ở đây. Và đấy là những cái vùng kỹ thuật mà các anh chị có thể, uh, uh, chúng ta có thể gọi là canh, canh để chúng ta mua. Đó, khả năng là hợp lý rồi đấy. tiền Tiền bắt đầu vào rồi. Và cái dòng tiền nếu như trong tuần tới mà Liên Việt Phút Banh lại có những phiên khoảng tầm 20 triệu cổ phiếu thì đấy là một cái 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 dòng tiền thực thực sự. Dòng tiền thực sự đánh các anh chị nhé chứ không phải dòng tiền đều nữa. Đó thì như vậy là nhóm banh cũng đang 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 có một cái sự hồi sinh đúng không ạ? À, BBB cũng như vậy, nó có một phiên 10 triệu. Đó, à, nhưng mà sau một cái phiên 10 triệu đó thì chúng ta cần phải đánh giá thêm, nó phải có thêm những cái phiên khác. Như vậy nữa. Đó. Các anh chị Tức là một phiên này là phiên đánh nháp này Sau đó nó cần phải có thêm những cái phiên à, Hừng hực như vậy nữa Chứ còn đây, đây cũng là phiên đánh nhá Và sau đó nó xịt này Đó Bởi vì sau đó là nó không có những cái phiên đánh thêm khoảng tầm độ 8, 9, 10 triệu đây nữa Thì nó xịt đó còn ở trong cái thời tình huống hiện tại thì nó cũng đã có một cái điểm đè đây đó là nó đè lại vùng 22 cộng đó là cái vùng kháng cự vùng lên phân tích ở trong những cái nhịp rất là dài đâu đó từ tháng mấy nhỉ từ từ đây này tiếng Anh hơi rốt nên mình phải xem xem kiểu này tức là mùng 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 6 tháng 8 đó từ tận tháng 8 và bây giờ nó đã tháng 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 11 rồi các anh chị đấy Vậy thì như vậy là 3 tháng rồi 3 tháng rồi chúng ta có phân tích một cái vùng ở đây đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự đây đó Vậy thì nó đè được rồi thì nó cần phải test lại và đây nó đang có hai cái nến test đây và trong phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới chúng ta có thể quan sát thêm cái yếu tố kỹ thuật của nó quanh vùng 22 đó, không gãy và lại có một phiên khoảng đánh khoảng trên 10 triệu cổ phiếu thì đấy là một cái tín hiệu xác nhận dòng tiền thực sự quay lại với BBB và chúng ta sẽ nâng target của em này lên khoảng vùng 24. Ờ, nhóm banh còn có mã cổ phiếu MSB nữa, chúng ta sẽ phân tích thêm cái con này, ngân hàng hàng hải. Thì trong tuần vừa qua cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó có một cái phiên này là một cái phiên đánh rất là bất thường, đúng không ạ? Dòng tiền rất là trâu. Và sau một cái dòng tiền rất là trâu như vậy thì chúng ta sẽ có thêm những cái phiên test kỹ thuật. Đây là hai phiên test kỹ thuật của nó các anh chị. Ok và sau đó có một dòng tiền kéo lên. Thì đối với MSB nó đang có hai phiên test kỹ thuật ở đây rồi. Và nhìn như vậy là đẹp đó. Nếu như mà MSB nó chỉ đạp về đâu đó khoảng nếu mà đánh đánh giá, đánh giá về mặt thuần về kỹ thuật là ông ông test thế này là đẹp rồi. Về khoảng vùng 24.3 như vậy là đẹp và từ vùng 24.3 này mà test ổn định đó thì nó sẽ đánh lên khoảng về vùng 26 mươi nhìn nhìn ý đồ thì cũng khá là ok rồi nhưng vấn đề có đi đi xa được hay không thì thì chúng ta lại cần phải đánh giá thêm cái dòng tiền có ổn định trong nhóm banh không hay nó chỉ đánh một nhịp t cộng rồi xong đó nó ao hết hàng đó à, còn à, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến nhóm ảnh chứng khoán ok mình sẽ uống một ngụm nước đây. gần như là trong cái khoảng thời gian một giờ ba phút là gần như hùng lê làm việc hết công suất để có thể chuyển tải được tối đa tối đa các cái mã cổ phiếu à, thì đối với nhóm ngành chứng khoán bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhận đánh giá lại đó là à, những cái phiên thị trường của chúng ta lại bắt đầu có những phiên 40.000 tỷ cái anh chị và ai sẽ là người hưởng lợi thì công ty chứng khoán thôi đó, béo là béo các ông chứng khoán thôi cứ thế thôi phí giao dịch giao dịch càng nhiều thì tôi tôi thu được phí mà thu được phí thì là doanh thu tăng Uh, doanh thu tăng thì đương nhiên là lợi nhuận tăng, cái đó thì không ai có thể phủ nhận được. Đó và ở trong cái giai đoạn vừa qua thị trường đang chỉ có từ khoảng tầm độ 10.000 tỷ mà nó lên khoảng uh, 20.000 tỷ, đấy là nó tăng gần như tăng 100% rồi. Thì nhóm ngành chứng khoán đã phi tăng mã và sau một cái thời gian nó chỉnh giảm và gần như là Hùng nhận diện thấy là nhóm ngành chứng khoán không bị mất hỗ trợ trung hạn. Thì cái hỗ trợ trung hạn là cái gì? Đó là một cái điểm cái điểm để xác nhận rằng là cổ phiếu có còn đánh được tiếp hay không đó và khi nó không mất các cái điểm hỗ trợ về mặt trung hạn ấy, thì, uh, thì 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 dòng tiền nó vẫn còn ở lại trong cái nhóm ngành đó hoặc là nó vẫn còn ở lại trong cái cổ phiếu đó thì đến thời điểm này là nhóm nhóm ngành chứng khoán uh, cũng đang hút hút lại dòng tiền hút lại dòng tiền tương đối tốt vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ uh, hùng sẽ nhấn mạnh một số các cái mã cổ phiếu và trong cái bản tin này thì các anh chị lưu ý nhé các mã cổ phiếu này M Hùng đã nốt lại đây rồi à, đó là mbs này SHS này BVS và ORS và AGR Đấy là những cái mã cổ phiếu về ngành chứng khoán mà chúng ta sẽ uh, tiếp cận trở lại tiếp cận trở lại ở những cái góc độ kỹ thuật như thế nào thì bây giờ sẽ đi phân tích VCI VCI thì uh, đây sau một cái quãng thời gian nó đánh tương đối là đi vòng vo và nó không cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trung hạn nếu như hình như là trước đây chúng ta có phân tích này nó không gãy cái nhịp cũ này này nó không gãy ở vùng 45 này xong cái nhịp mới này này nó không gãy ở vùng 55 thì đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối dài và tương đối sâu của của nhóm ngành chứng khoán và Uh, sau một cái thời điểm nó đánh ngang như thế này thì VCI cũng đã có một cái điểm bứt phá đấy tương đối đẹp Ngắn hạn thì nó sẽ đi về khoảng vùng 75 và dự kiến về đây thì khả năng nó sẽ bị chốt trở lại uh, HCM cũng đã có một cái lực hồi tốt Và HCM thì chúng ta có phân tích một cái điểm hỗ trợ trung hạn của nó ở đây là vùng 34 đến vùng 35 Sau chia, còn trước chia thì đâu đó nó nằm tít tận ở trên này thôi Sau chia thì như vậy và HTM cũng uh, sau một cái thời gian nó đi ngang như thế này thì nó cũng không bị phá hỗ trợ trung hạn và nó lại kéo lên đây. Uh, thì nó lại có kháng cự 43, 43.5. Chúng ta lưu ý. SSI <laughs> cũng đã có một cái lực kéo tốt ở trong tuần vừa qua và uh, như thường lệ đúng không ạ, chạm kháng cự thì khả năng nó sẽ chỉnh và đây là một cái điểm mà nó chạm kháng cự rồi. Phiên nay thì nó khá là lừng khừng. Uh, nhìn chung thì uh, đến cái vùng này thì có thể các tài khoản chúng ta cầm thì chúng ta sẽ canh chỗ bớt. Còn uh, về mặt hỗ trợ trung hạn thì như đây có ghi đây là hỗ trợ trung hạn vùng 40. Thực ra là vùng 40 nhưng uh, nếu đúng nhìn dài hơi hơn thì đây nó phải là vùng 34 đến khoảng vùng 35. Đấy là cái vùng hỗ trợ về mặt gọi là trung hạn. Tức là khi uh, khi mà cái em này mà bị mất thì rất có khả năng là uh, cổ phiếu SSI sẽ đi vào một cái downtrend ví dụ như vậy đó thì đây là những cái điểm điểm chốt rất là quan trọng uh, SHS SHS là bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào sau một cái thời gian mà nó đi hỗ trợ trung hạn ở vùng 35 ở đây nó gần như nó cũng không gãy nó đi vòng hình xin đúng không nó đi vòng hình xin đây và trong tuần vừa qua thì SHS cũng đã break cái vùng 40 như vậy là cái vùng gần như cái vùng kháng cự trung hạn Và nó đang đi lên với một cái lực đánh của dòng tiền bắt đầu hút lại đó Chúng ta đánh giá là như vậy bắt đầu hút lại ở đây Vậy thì rất có thể là đây sẽ là một cái điểm mua break Chúng ta tiếp cận ở cái góc độ đó là điểm mua break anh chị Và uh, SHS thì chúng ta sẽ uh, có những cái điểm test kỹ thuật ở đây Quanh vùng 42 Uh, tuần tới nếu như có những điểm test kỹ thuật ở đây vùng 42 mà không gãy lực cầu tiếp tục vào đẩy vào thì chúng ta có thể canh mua đấy gọi là điểm mua break và chờ nó vượt thoát vùng uh, nó nó đè được cái vùng 44 ở đây thì chúng ta có thể canh mua thêm hoặc là có thể mở điểm mua cuối cùng khi mà cổ phiếu này break vùng 44 uh, xu hướng xu hướng ở nhịp này thì rất có thể sh sẽ đi về khoảng vùng 48 đó là cái vùng giá mục tiêu tiếp theo ở uh, cts cũng đánh tương đối là đẹp và hiện tại thì CTS cũng cũng được gọi là xác nhận là một cái điểm đây gọi là điểm break. Nó cũng có một cái tuần với một cái dòng tiền đánh tương đối là tốt. Vậy thì sau một cái tuần đánh dòng tiền tương đối là tốt như vậy rồi thì chúng ta phải quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của cái tuần giao dịch tới. Thì đối với CTS đó khả năng thì chúng ta sẽ nâng cái target của em này lên khoảng vùng 35. Dự dự như vậy rồi về đến cái vùng này thì nó sẽ bị uh, có những cái nhịp uh, chốt lãi ở đây rồi mbs thì uh, trong cái nốt này thì cũng có nốt lại cái mã cổ phiếu mbs shs đã phân tích rồi và đến mbs thì mbs cũng uh, tiếp cận ở trên một cái góc độ kỹ thuật đó là điểm mua break các anh chị sau một cái thời gian nó đi tương đối dài và nó không bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây ở vùng 31.5, còn đương nhiên nó có một cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở dưới này thì bây giờ là khả năng là chúng ta sẽ 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 kéo như thế này để chúng ta ngắm nó ở những cái cái phân tích sau thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói đến ở vùng 31.5. Trong tuần thì lực uh, cầu về dòng tiền, dòng tiền cũng đang đánh khá tốt lại em này và nhìn những cái đồ nến test ở đây thì tương đối đẹp. Và đối với VPS thì sang tuần các anh chị có thể canh ngay ở khoảng vùng 38, vùng 37 38.5 nói chung là cái vùng lon ton ở đây nó có những cái nhịp mà sọt lại ấy. đó hoặc thậm chí là có thể vùng 37.5 đó sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ tiếp cận điểm mua break chúng ta sẽ tiếp cận điểm mua break các anh chị đó và một cái lực cầu vẫn duy trì ổn định ở mức khoảng tầm 4 triệu cổ phiếu thì sẽ đưa target của em này lên 42 sau đó thì sẽ lên khoảng vùng 45 và dần dần thì chúng ta sẽ đánh giá thêm các yếu tố kỹ thuật của MBS tương đối là ok Uh, FTS, FTS chúng ta xem nào FTS thì bây giờ là uh, Quay lại câu chuyện về FTS Thì nếu nhớ không nhầm thì Hùng có nói đến các anh chị là cổ phiếu này không gãy 50 Thì các anh chị cứ ôm uh, Và ôm đến tầm nào Thì bây giờ cứ ôm thôi chứ biết ôm đến tầm nào Đúng không ạ Và sau một cái thời gian nó đi ở biên 65 60-65 tương đối đẹp Và tuần vừa qua thì nó break Được lên khỏi cái vùng 65 Thì có target 72.5 À, khả năng nó sẽ chỉnh cung Chắc chắn là nó sẽ chỉnh rồi Về đến đây là nó chỉnh rồi Đẹp á thì ông bắn về khoảng vùng 68 à Đó khoảng vùng giá 68 ổn định được Và lực cầu vẫn tiếp tục Duy trì ở khoảng tầm trên triệu cổ phiếu thì à, Sẽ lên 77 Sau đó sẽ lên vùng 85 Tức là cái dòng tiền cũng đang hút lại Đang hút lại ở nhóm ngành chứng khoán Và FTS cũng là một mã cổ phiếu mà à, Cái tính đầu cơ rất cao Và nó chạy rất nhẹ Đó AS chúng ta phân tích nốt mấy con S đi Thì uh, AIS uh, Trong cái bản tin phân tích tuần Thì có đề cập đến cái vùng kháng cự của nó Ở đây vùng 21 Và tuần vừa qua thì nó đã nhấp nhô khỏi cái vùng 21 Và nó đánh lên với một cái dòng tiền tương đối tốt Ở đây Thì khi nó thoát kháng cự 21 Thì nó sẽ đi về vùng kháng cự 24 đến vùng 25 Và đây đang là cái kháng cự của nó Tuần tới nó sẽ chạm kháng cự này Khả năng nó sẽ có những cái nhịp rung lắc Thì uh, các tài khoản mà đang có AS Có thể canh chốt ở vùng này bớt và sau canh một cái nhịp chỉnh ở đây. Đó, chỉnh mà chúng ta nhìn thấy chỉnh cung mà nó ổn định. Đó, chỉnh cung mà nó ổn định ở cái vùng uh, vùng 23 này này, sau khi nó chạm đây thì nó sẽ quay về đây và cái vùng này mà ổn định. Lực cầu tiếp tục duy trì tốt và có một cây nến nó đè lại. Các anh chị phải phải lưu ý là như vậy, tức là nó phải đè lại vùng 25 thì mới nâng target của nó lên được. Tức là target hiện tại là chúng ta đang xây 25 thì nó phải vượt 25 thì nó mới đi lên được vùng cao hơn. Các anh chị có công nhận với Hùng Lê quan điểm như vậy không? Hoặc khi cổ phiếu bị thủng. Đó, ví dụ như vậy, cổ phiếu bị thủng đây, ví dụ như đây thì chúng ta phân tích là cổ phiếu bị thủng cái vùng 15 ở đây. Đó, thì nó sẽ cần phải đi lại cái hỗ trợ sâu hơn, tức là thủng hỗ trợ trên thì nó sẽ xuống hỗ trợ dưới. Thủng kháng cự dưới thì nó sẽ đi lên kháng kháng cự trên. Đó, nó đi ngược lại như vậy, hai chiều nó đi ngược lại như vậy. Thì để để mà bứt được vùng 25 á, thì sau khi về 25 thì ông phải phải giữ lại được một cái nhịp nhất định ở đây. Đó, ví dụ như ông phải giữ lại được cái nhịp ở khoảng vùng 23 chứ còn về đến 25 xong ông thật sọt sâu xuống vùng 18 rồi thì thì còn đâu cơ hội để mà lên mà xây cái target lên đến vùng 28.5 nữa đúng không anh chị? Tức là target sẽ xây trên cơ sở cái giá của cổ phiếu có thể giữ lại được ở vùng nào. Đó thì chúng ta mới dự báo. Cái này là dự báo các anh chị nhé chứ không phải là 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 phán nhá. Đó chúng ta dự báo là cổ phiếu có thể đi được lên cái vùng đó. Đấy là những cái vùng target kỳ vọng ở trong phân tích kỹ thuật thì nó là như vậy đó dự báo à, rồi as phân tích rồi fts phân tích rồi bvs những con s gì ta phân tích nốt <laughs> thì à, hình như có nốt lại trong cái, cái này có bvs đây có bvs thì à, bvs các anh chị lưu ý à, em này chúng ta cũng phải nhìn nhận đánh giá lại ở trên một cái góc độ kỹ thuật tương đối hay rồi à, nó hay ở góc độ thứ nhất đó là nó hay ở cái vùng đây nếu mà chúng ta Uh, đây, vùng này. Là vùng 25. Đó, thì sau một cái giai đoạn cái nhịp uh, test này nó không gãy 25 này, xong nó đưa lên target này và sau đó thì gần như dòng rã cái thời gian vừa qua. Tức là thời gian vừa qua nếu như chúng ta nắm nhóm banh và nhóm chứng khoán thì chúng ta không có tiền, đúng không ạ? Các anh chị có công nhận với hùng như vậy không? Nhưng đến thời điểm này thì chúng ta lại phải bắt đầu à chuẩn bị có tiền. Thì chúng ta phải nhà vô thôi. Còn cái giai đoạn vừa qua mà chúng ta cầm banh với chứng khoán này chỉ có khóc ròng thôi. Đó. Ờ, chúng ta phải cầm bất động sản chúng ta phải cần bất động sản khu nghiệp chúng ta phải cầm các cái mã cổ phiếu Penny đó, tí nữa ta sẽ đi phân tích thì mới có tiền đó nhưng uh, trong tuần vừa qua đây đang là những cái dấu hiệu khởi nguyên và chúng ta phải nắm lấy những cái cơ hội này BBS đang rất hay thì uh, nó đã thoát vùng 36 cộng rồi thì bây giờ nó đang chạm lại cái vùng kháng cự 40 đây thì nó đang có những phiên gọi là đây là những phiên sóc lại đội hình và những cái phiên sóc lại đội hình này là những cái phiên rất hay để chúng ta có thể có cơ cấu được những cái vùng giá vốn đẹp thì các anh chị ở có thể vùng 38 này. Đó, thứ hai có vùng 38, vùng 37 nói chung là chúng ta cứ phân bổ theo quan điểm kỹ thuật cùng lê đó bây giờ vùng 36 sẽ trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và cứ làm sao mà chúng ta gom đủ một cái vị thế nhất định, ví dụ 30% ở đây, sau đó chúng ta chờ đánh cổ phiếu này đè được vùng 40. Đó, nó phải đè được vùng 40 này thì chúng ta canh mở điểm mua hết ở đây chắc chắn là như vậy bởi vì khi nó đè được vùng 40 thì cái lực cầu tiếp tục nó sẽ duy trì ổn định ở khoảng tầm trên 1,5 triệu cổ phiếu ở đây đó và nó đè được đây thì nó sẽ lên vùng 43 và khi mà nó đã bươn được lên vùng 43 cộng rồi thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu một cái hành trình của em này tiền đấy có tiền tức là giai đoạn vừa qua cầm banh và cầm chứng khoán là thất bại nhưng đến bắt đầu giai đoạn này thì cầm banh và chứng khoán là bắt đầu có tiền rồi thì chúng ta phải nhào thôi đó chúng ta phải chốt lãi bớt những cái kia đi và chúng ta quay sang những uh, những cái mã cổ phiếu mà đang hút được những cái dòng tiền như vậy uh, nhóm ngành chứng khoán nó có hai mã cổ phiếu nữa ors chúng ta phân tích nốt những con gì mà s là chúng ta phân tích nốt thì uh, ors cũng như vậy các anh chị sau một cái giai đoạn uh, đây nó có cái hay của nó là đây nó không gãy vùng 20 này rồi sau một cái giai đoạn những cái tháng vừa qua là gần như uh, nó chỉnh nhưng nó không thể gãy nổi cái vùng 24 đến vùng 25. Và hiện tại thì nó đang đánh break vùng 3x trên cơ sở là sau những cái nền tảng tích lũy ở đây, đó là khoảng vùng giá 28. Đó, tương đối được. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ tiếp cận điểm uh, điểm mua break của cổ phiếu này. Tất cả những cái điểm mà uh, của nhóm ngành chứng khoán ở thời điểm hiện tại là điểm mua break hết các anh chị nhá. Vậy điểm mua break thì chúng ta cần phải tuân thủ những cái gì? Thứ nhất đó là chúng ta phải hết sức thận trọng không đua xanh. Những cái điểm đua xanh ở này là rất dễ bị thất bại. Và chúng ta nên ke lại cái vùng hỗ trợ và cái vùng hỗ trợ ông ke qua anh chị đây 2953 vùng 30. Đây là vùng chúng ta thăm dò từ từ thôi. Đó có thể em này có thể đạp nó có thể đạp lại ở cái vùng ở đây đó là vùng 28 thì đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ mua, chúng ta mua từ từ thôi. Và sau khi mà chúng ta gom được vị thế rồi và chúng ta nhìn thấy rằng à cái xu hướng cổ phiếu tiếp tục đánh. Thì xu hướng cổ phiếu tiếp tục đánh đó là giá cổ phiếu phải đi lên và phải vượt thoát được đây nó chém được cái vùng 33.5 ở đây thì bắt đầu chúng ta lại gom tiếp. Đó ví dụ chúng ta gom được 34% ở vùng vị thế thấp này rồi, chúng ta có thể mở mua mở, mở điểm cuối ở đây. Bởi vì khi mà cổ phiếu trong một cái thời gian tích lũy ở đây mà nó đã bươn lên được cái vùng 33.5 thì chắc chắn là có dòng tiền của tạo lập đánh thì nó mới lên được. Chứ còn nếu không có dòng tiền thì nó cứ lừng hừng ở đây thôi Đó, mà nó cứ lừng hừng ở đây thì chúng ta lại không mua nữa Chúng ta chỉ 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 ở cái góc độ mua vị thế thôi Và sau khi vị thế tốt rồi, đó thì chúng ta sẽ mua tiếp à, Rồi, và cổ phiếu AGR AGR cũng là một cái mã mà nhóm ngành chứng khoán đánh tương đối là tương bừng và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là AGR cũng gọi là không thể đứt nổi. Bởi vì sao? Bởi vì sau một cái giai đoạn những cái tháng vừa qua đúng không thì cổ phiếu này không bị gãy vùng 16 mà dòng tiền của tạo lập để tiếp tục đánh lên đó nó không gãy vùng 16 ở đây đó là vùng hỗ trợ về mặt trung hạn rồi đó vùng hỗ trợ mặt trung hạn còn gãy 16 thì cái câu chuyện của agd nó sẽ sang một cái bước mặt khác nhưng nó không gãy thì chứng tỏ rằng là các ông đang muốn đánh tiếp đó các ông muốn đánh tiếp thì tôi theo các ông à, xin theo các ông một tí đúng không các anh thì cho em uh, theo một đoạn thôi ví dụ như vậy em kiếm lãi khoảng 20 10 15% 20% là em té. Thì các bác muốn đánh đâu thì đánh. Đó, ví dụ vậy thì ở trong tuần vừa qua ông cũng đang nhận diện thấy một cái dòng tiền đang đánh tương đối là tốt của vào cái MAGR này. Thì chúng ta lại tiếp cận nó ở trên góc độ là gì? Điểm mua break và điểm mua break ở đây của nó là vùng 18. tám à, sau khi break nó đang có những cái điểm test lừng hừng ở đây, khá là đẹp các anh chị này đây là những cái điểm test cực kỳ đẹp thuần trong kỹ thuật nó rất đẹp này nghĩa ra là chúng ta sẽ phân tích sớm hơn nhưng không sao cả cơ hội nó vẫn còn bởi vì nó tranh nhau một vài cái điểm giá này nó không 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 phải là vấn đề gì thì các anh chị có thể canh ở vùng 19 này vùng 18.5 ví dụ như vậy nó sọt đây đó tuần này hùng dành rất nhiều thời gian để 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 nói về nhóm ngành chứng khoán ờ, còn như tuần trước hùng lướt rất là nhanh đó nhưng tuần này thì chúng ta lại phải bắt đầu phải 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 cân nhắc rồi đúng không ạ tiền bạc ở đây mà nên phải nói kỹ hơn chứ còn cái lúc mà không có tiền thì nói làm cái gì đó nói làm gì cho nó mệt đúng không ạ mà đây giờ đang có tiền thì chúng ta phải nói nhiều ok à, chúng ta sẽ còn khoảng tầm 15 phút nữa thôi như vậy là chúng ta đang còn rất nhiều các cái nhóm ngành hiện tại là chưa có thể phân tích nổi và không biết có kịp không lướt quá nhanh à, Đạt Phương dự kiến là nhịp này sẽ lên 100 các anh chị Và các anh chị lưu ý ở vùng 77 5 đấy là cái vùng hỗ trợ nếu như gãy 77.5 thì chốt chốt ô tô cho chốt sắc chốt, chốt à, DG như vậy là DG có hai cái target kỹ thuật à, à hai cái trường phái phân tích một cơ bản và hai kỹ thuật và hiện tại thì trường phái cơ bản là được phân tích ở vùng giá 60 là hết target còn trường phái kỹ thuật thì còn một target 70 ở đây nhưng các anh chị có thể nhìn thấy đây đây là những cái sự biến động tương đối lớn của DG thì tuần tới có thể DG sẽ quay lại về vùng 62 60 đến vùng 62 và nếu như nó không thể vượt thoát được cái vùng 62 cộng á thì như vậy các anh chị chốt bớt đi nhá, chốt bớt đi. Còn uh, hỗ trợ cái thuật ngắn hạn của của em này đó là 48 đến vùng 50. Nam Long thì cũng uh, có những cái phân tích về mặt kỹ thuật và về mặt cơ bản uh, và đến gọi là target kỹ thuật của Nam Long. Target kỹ thuật của Nam Long là đang có ở một ngưỡng 70. Đó. Đang có một ngưỡng 70. Tuy nhiên là đi đến đây thì đang có vấn đề rồi. Đây đang là những vấn đề rất lớn của Nam Long. Vì vậy các anh chị có thể uh, kê lại biên 58 đến biên 60. Nếu trong trường hợp tuần tới mà bị gãy vùng 56.5 À. 60.65 à. À. chấm mấy đây này. Nói chung là đây này. 56.57. Nói chung là 56.8. Khoảng 5, 5 6, 8 Đó thì nếu như Nam Long bị gãy khỏi cái vùng này và còn nó có một cái nền xác nhận thì nên chốt, nên chốt các anh chị. Như vậy là cũng có vấn đề rồi, đúng không ạ? LDG như vậy là có cảnh báo cho các anh chị một cái vùng kháng cự đây 11 đến 11.5 và trong tuần vừa qua thì LDG cũng đang bập bó ở đây. À, trong trường hợp uh, ngắn hạn thì quan điểm kỹ thuật là LDG sẽ uh, LDG sẽ quay lại ở đây các anh chị nhá. LDG sẽ quay lại test 10. Không gãy 10 thì cứ cầm còn gãy 10 thì các anh chị cũng cân nhắc để chúng ta té. C2 là một mã cổ phiếu cũng được phân tích rất là dài rồi và đến thời điểm này thì C2 cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 24 trên 24. Uh, nó có một phiên nạp và hai phiên này đang lấp lại vùng 24 thì uh, sang tuần tới chúng ta sẽ uh, xem cái mức độ lấp lại vùng 24 đến vùng 24.5 ở đây uh, nếu nó lấp được vùng 24 cộng đè được vùng 24 cộng với lực cầu tốt thì có thể kỳ vọng target của em này ở vùng 26 nhưng trên góc độ kỹ thuật là vùng 24 là khuyến nghị các anh chị em chốt bớt đi rồi bởi vì chúng ta tiếp cận đến C2 ở vùng 17 đến vùng 18 ở dưới này tương đối là sớm các anh chị nha S99 là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư và trong tuần thì nó cũng đã hoàn thành ở vùng target 26 cộng rất là tốt ở đây Sau khi hoàn thành thì nó lại chỉnh cung này Và những cái nhịp này 23.5 thì các tài khoản đang cầm lưu ý là không gãy 23.5 cứ thế cầm Với một mục tiêu có thể lên được vùng 3x còn nếu gãy 23.5 chốt HBC khi mà chúng ta tiếp cận đến cổ phiếu này thì ông Lê đã có nhấn mạnh cái yếu tố về mặt trung hạn của cổ phiếu sau khi mà nhận diện thấy được những cái vùng phân tích kỹ thuật của nó ở đây, các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ. còn tuần này thì gần như hbc chạy nước rút, tức là nó chạy những cái nhịp uh, tương đối sốc, đúng không? hoàn thành vùng giá mục tiêu 20 và uh, những cái phiên test kỹ thuật ở đây, thì uh, hùng sẽ nói sâu hơn một tí ở chỗ này. Uh, khi các anh chị mà học về thuần về phân tích kỹ thuật, đó, sau một cây nến đạp mạnh như này, thì chúng ta cứ bình tĩnh. một cây nến đạp mạnh như thế này thì có thể đó là những cái yếu tố mà tạo lập người ta làm Uh, lung lay ý chí của chúng ta hoặc là nó múa thôi nó làm nhiễu nhưng mà chúng ta phải chờ một cây nến xác nhận ở sau đó tức là cây nến đóng phiên liền sau đó và cây nến nào này nó đã lấp hết toàn bộ vòng lê đã có những cái phân tích uh, kỹ thuật rất là chi tiết đó ở trên nhóm nó um, nó 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 đóng đó đấy là những cái phân tích này đó những cái phân tích về về mặt gọi là về mặt kỹ thuật lên vùng 23.5 vùng 24 đó là những cái phân tích kỹ thuật trong ngày hôm qua là cũng đã đưa cái target kỹ thuật của nó lên vùng 23.5 vùng 24 Ờ à, bởi vì sao bởi vì cũng đã nhìn thấy những cái yếu tố tạo lập về mặt dài hạn của cổ phiếu này đó và nó đang đi rất tốt và phiên này phiên qua nó lấp này phiên này thì nó đang đi lên ở vùng 22 rồi và với lực cầu đánh của HBC như này thì không có lý do gì mà không lên được vùng 24, 23.5 cả. Và khi mà nó bung được cái vùng này á, vùng này xong rồi thì nó sẽ xây, nó sẽ xây một cái nhịp ở đây. À, nhịp xây này ổn định thì lúc đó HBC sẽ mở một cái trang kỹ thuật tương đối dài ở đằng sau này. Thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Nhưng ngắn hạn là chúng ta sẽ nói đến vùng 23.5 đến vùng 24 đã các anh chị nhé. À, cầu đến đâu thì chúng ta sẽ xây đến đấy. Chứ chúng ta không xây một cách gọi là viển vông đó, không xây một cách gọi là chém gió mà chúng ta xây trên cái nội lực của cổ phiếu. À, rồi HB à, sell thì à, nhịp này ở vùng 13.5 đến khoảng vùng 14 cái vùng này là vùng kháng cự thì các anh chị có thể canh chốt bớt và về đến vùng 11.5, vùng 12 có thể canh gom lại một ít một phần cái mã cổ phiếu HUB này có phân tích này và các anh chị chúng ta cũng tiếp cận ở trên góc độ kỹ thuật là các anh chị có thể gom ở vùng 28 này. sau đó vùng gom vị thế và thậm chí là chúng ta có thể cổ phiếu này có thể test lại ở những cái vùng cung ở sâu sâu ở dưới này ở vùng 26 thì các anh chị 26 25 ở đây. Thì chúng ta tiếp tục gom và chúng ta gom đủ cái vị thế chúng ta cần mua. Và HUB thì cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là đẹp và có thể đánh được. Rồi, uh, thời gian không còn nhiều nên Hùng sẽ lướt qua một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành khu công nghiệp IDC. Thì ờ uh, IDC ở đây các anh chị, uh, chúng ta có phân tích rồi và những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở 72 uh, có đề cập ở vùng 72.2 và trong tuần thì nó đã có những cái điểm test tương đối đẹp. Uh, nó hoàn thành vùng target 83.5 và cái target cuối cùng của IDC đó là vươn về 100. Uh, SSC. SSC ở đây là có xây dựng target 65 sau đó target 70 Nhưng tuần này thì chúng ta đang xây ở vùng 65 Và nó cũng đang có những cái điểm gọi là điểm gì ạ Điểm chỉnh kỹ thuật uh, Thì uh, các tài khoản mà chúng ta cầm Chúng ta lưu ý ở vùng 53.5 đến vùng 55 Vùng này sẽ là vùng mà SSC sẽ chỉnh lại đây Và sau khi mà nó chỉnh thành công ở vùng này Chúng ta có thể uh, gom thêm Bởi vì cái xu hướng kỹ thuật của SSC thì dự là nó sẽ quay lại Đây nó sẽ sẽ đánh như thế này đó sau khi tích nền ổn định thì lại kéo lại ở vùng 65 vượt thoát vùng 65 thì sẽ phân tích tiếp ITA à, phân tích luôn ba mã cổ phiếu của Bắc Tâm à, gồm có cổ phiếu ITA thì sau khi nó đạt 9 đến 9 thì nó bị phiên này đạp tương đối là mạnh và sau phiên đạp mạnh như vậy thì nó đã có hai cây hồi nhưng hai cây hồi này thì cũng chưa thực sự là đủ lớn đâu các anh chị chưa thực sự đủ lớn Nhìn về mặt uh, kỹ thuật như này là chưa đủ lớn đâu. Và nó sẽ có những cái điểm uh, test kỹ thuật quay trở lại ở khoảng vùng 8.1 đến vùng 8.2 ổn định, thậm chí sâu hơn có thể nó sẽ đạp về đây nhưng mà chúng ta sẽ tính toán ở vùng 8.1 8.2. Sau đó thì nó sẽ quay về lại uh, sẽ quay về lại vùng 9 ở đây và nó hình thành một cái mô hình V kép ngắn hạn đây để chúng ta phân tích định lượng thêm. Uh, cái xu hướng của ITA đánh break 9 để đi về mệnh 10. Uh, đó, đi về mệnh 10, sau khi về mệnh 10 rồi thì chúng ta sẽ phân tích tiếp theo. Và Bắc Tâm thì đang tương đối là đẹp. Ở uh, KBC cũng là một cái mã cổ phiếu mà rất nhiều các anh chị em đang quan tâm và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này cũng đã có một cú đánh break tương đối đẹp. Uh, sau một phiên xả mạnh thì em này cũng đang có những cái điểm lấp lại nhưng mà theo quan điểm kỹ thuật cùng Lê thì nó vẫn lấp chưa này chưa đủ đâu, nó sẽ quay lại ở vùng 46 uh, chấm 8 đó nó sẽ quay lại thêm lừng hừng ở ở quanh đây sau đó rồi nó mới có thể quay ở uh, ngược trở lại ở vùng 50 và nhịp sau này nó đè được vùng 50 cộng thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của em này ở khoảng vùng 55 nói chung KBC hiện tại thì dòng tiền đánh cũng đang tương đối là tương dòng tiền tạo lập đánh cổ phiếu này tương đối là tương Uh, SGT cũng phân tích luôn uh, trong cái nhóm này thì uh, SGT sau một uh, thời khắc nó đánh tương đối đẹp và một thời gian đi ngang. Đó trong tuần thì khi mà cổ phiếu SGT cũng có phân tích ở đây rồi. Vùng 35.5 đến khoảng vùng 36 khi mà ông chỉnh về đây, ông 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 đánh về đây thì kiểu gì ông chỉnh cung. Đó và dự cái điểm chỉnh cung đó là khoảng quanh vùng 32 năm nhưng trên thực tế thì nó đạp hơi sâu hơn một tí. Uh, thì cái điểm đạp sâu hơn này cũng không sao cả. Đó Ông đạp như thế này thì tôi lại có thêm cái cơ hội để tôi gom. Và tôi sẽ gom thêm ở, anh chị có thể quan sát ở vùng 32 này, à 31 này. Đó, và có những cái điểm trả cung kỹ thuật ở vùng 29 đến khoảng vùng 30. Thì gom quá tốt. Nhìn chung là cả một cái giai đoạn này thì SGT nó đánh, uh, SGT nó đánh không gãy được cái vùng này. Tức là ý đồ tạo lập có ý đồ để đánh lên. LHG thì xây target lên vùng 58.5 và đạt target xong thì nó đang chỉnh. Ở những cái điểm chỉnh chỉnh cung kỹ thuật này thì các anh chị có thể quan sát ở vùng 51 52, vùng này ổn mà cầu vào lại thì nó lại đánh lại về vùng 58 thôi. À, đối với mã cổ phiếu VGC các anh chị lưu ý, VGC hiện tại đã cũng đang đánh tương đối là tốt rồi và à, ngày mùng 2 Đây ngày mùng 2 thì cũng bắt đầu có phân tích à, ý đồ kỹ thuật của VGC ở vùng 40 40.5 có thể có thêm ở vùng gom kỹ thuật ở vùng 37 đến vùng 38 và sau những cái điểm chỉnh kỹ thuật này thì ngày hôm nay VGC đánh cũng đang tương đối tốt. Lên về nó lên được về vùng 42 cộng ở đây rồi. À, nến tuần ở trên vùng 41.5 là cực đẹp thì tuần tới thì Hùng sẽ kỳ vọng là em này sẽ test lại, tiếp lại nếu mà khỏe nó sẽ test lại ở vùng 40.5 một nhát nữa rồi sau đó nó sẽ đè vùng 44. Và sau khi nó đè được thành công ở vùng 44 rồi thì đấy là một cái chân trời đó. Đã có phân tích VGT ngày 23 ngày đây. À VVVGC. Đó. 40 đến năm nó vẫn là một cái điểm phân tích về VGC ở tương đối đẹp cách đây ba hôm và các anh chị canh để mua thêm danh mục đầu cơ thì khả năng ngày hôm nay không phân tích được nữa rồi không đủ thời gian nữa rồi cũng sẽ đi phân tích nhóm ngành dệt may ở chúng ta chú ý mã cổ phiếu VGT và VGT đã được phân tích khuyến nghị mua rồi Và đến thời điểm này thì đang lãi được khoảng tầm độ 5% gì đó Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn chờ một cái điểm nhấn kỹ thuật cuối cùng của VGT nữa thôi Đó, một cái điểm nhấn kỹ thuật của VGT Hình như là cổ phiếu VGT là tuần trước là Hùng đã có phân tích rồi Thì cho các anh chị rồi thì phải Đó, và VGT thì chỉ còn một điểm nhấn kỹ thuật là thoát vùng 28 cộng ở đây nữa thôi Là cực kỳ đẹp Và lực cầu thì cũng đang đánh tương đối là tương mã cổ phiếu này Cổ phiếu TNG <laughs> TNG các anh chị nhá, TNG cũng đang tương đối là tốt đó, tương đối tương đối tốt. À, và chúng ta cũng tiếp cận TNG ở trên những cái góc độ kỹ thuật như thế nào? Đó là đó là các anh chị có thể xem những cái phân tích cũ đó là ở vùng 30. 30 là hỗ trợ và ngắn hạn thì cổ phiếu này sẽ đánh lên vùng 35. Và sau khi nó đè được cái vùng 35 cộng ở đây thì đấy là một cái cơ hội cực kỳ tốt của à, của, của 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 em này TNG. TDT có phân tích khuyến nghị đầu tư và target đã đạt 18 đến 18 và sau đó nó chỉnh và những điểm chỉnh cung kỹ thuật này thì các anh chị có thể canh gom ở vùng 15.5 đến vùng 16. Dự kiến là nó sẽ đánh lại vùng 18 lần 2 và đè được vùng 18 cộng thì sẽ lên vùng 2x. À, danh mục của nhóm ngành cao su cũng đang rất là tốt và các anh chị cũng lưu ý giúp vùng lê và hiện tại thì đang khá là đẹp và danh mục cao su thì cũng đã phân tích cho các anh chị rồi. Uh, PHR ngắn hạn thì uh, nó đã đạt target tuần ở vùng 65 và sẽ hướng về vùng 70 uh, PDR cũng rất là tốt PDR DPR mấy cái mã này nó cứ giống giống nhau uh, Thì em này là tạo lập cũng đang đánh biểu diễn tương đối là đẹp Và có phân tích cho các anh chị những cái vùng test kỹ thuật ở 71.5 trong cái bản tin của tuần cũ Và nâng target của em này lên vùng 84 và đã đạt 84 đến 84 ngày hôm nay là nó đạt đúng target tuần luôn thì uh, sau khi mà nó chạm những cái này thì uh, chạm target tuần này thì nó có thể quay lại những cái điểm test kỹ thuật đó nó test kỹ thuật ở đây uh, tương đối là đẹp và dự kiến thì em này sẽ nâng lên vùng 91.5 một uh, trong nhóm mã cổ phiếu uh, nhóm cao su thì các anh chị lưu ý là mã cổ phiếu vhg thì uh, vhg là một mã cổ phiếu mà ông lê xác định là trang kỹ thuật của nó là chúng ta đánh dài rồi chứ không phải là đánh ngắn nữa và những cái vùng gom thì sau khi mà chúng ta phân tích ở đây này đó ở chúng ta đưa lên cái target 4.5 này thì nó ào lên được phát lên 5.1 rồi nhưng mà nó chưa 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 vượt thoát được và sau đó thì nó test này và cái vùng này là vùng 4.3 vùng 5, 5 khuyến nghị anh chị em chúng ta tiếp tục gom và em này nó chỉ vượt thoát cái vùng 5.1 ở đây thôi Nói chung là vượt thoát được vùng 5.1 ở đây thì chúng ta sẽ xây target 6 và cứ thế chúng ta sẽ xây dần lên VHG một mã cổ phiếu vừa penny nhưng rất là hay. Và trong cái danh mục penny thì các anh chị em của chúng ta lưu ý các cái mã cổ phiếu mùng đã phân tích có những cái phân tích định lượng ví dụ như là HSL, VTV đó ví dụ VTV này hoặc HSL này, rồi HQC, PVL, TNI, TLD, ILA, IBM, FTM, HSS và TMT đó là những mã cổ phiếu đầu cơ rất là hay. Đó ví dụ sẽ phân tích qua một tí này HSL ví dụ như vậy. Bởi vì thời gian nó cũng không còn nữa Đó thì HSL uh, các anh chị cứ nhìn thế này Đó, đó và ông đã có những cái phân tích của HSL khá là sớm Hiện tại thì nó đang uh, nó đang có những cái cơ hội là vượt thoát lại cái vùng uh, target Ở đây là vùng 9.2 Nó gặp cái vùng 9.2 là kháng cự này nên nó đang chỉnh này Và những cái nhịp chỉnh ở đây là ông đang tính ở vùng 8.5 đến khoảng vùng 8.8 Ở đây là chúng ta có thể gom thêm uh, cổ phiếu HSL Đó VTV bài hát tôi yêu đó các anh chị có thể nhìn thấy đây đây là đến tuần các anh chị và chúng ta đang xây dựng một cái trang kỹ thuật lên của VTV ở những cái điểm mà ủng phân tích à, qua các tuần các anh chị có thể biết rồi đó ví dụ như điểm này đó là 7 đến 7.2 và tiếp tục lên đến điểm này thì có phân tích vùng 8.6 đến vùng 8.8 ở đây các anh chị nhá 8 đến 6... trong một cái xu hướng là đánh chạm 10 đó, chạm 10 xong thì sẽ xây lên target 12 đó, xây target 12 xong ví dụ như vậy đó. Xây target 12 xong thì sẽ lên 14. Đó, 14 xong thì sẽ lên 16. Đó thì đấy là các cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta sẽ xây rất là dài như vậy. Rồi hoặc là cổ phiếu gì nữa nhỉ? Hoặc là cổ phiếu uh... HHS, AMD ví dụ như thế. Đó, HHS cũng đang rất là đẹp. Mặc dù em pen này, đó sau khi đi lên nó thoát được cái vùng đây là vùng 8.7 này test lại này và nó sẽ test lại tiếp như thế này thì khả năng nó sẽ test lại tiếp một nhịp ở bên này nữa, 8.7 nữa. Đó, ổn định ở vùng này và lực cầu vẫn tiếp tục duy trì khoảng tầm trên 10 triệu thì như vậy là cái target mà chúng ta đưa ra đây đối với HS có thể về mệnh 10 này. Đó. Cổ phiếu AMD cũng rất là đẹp các anh chị. AMD. Đó và trong cái nhóm cổ phiếu của anh anh quyết thì hùng chỉ có chiến đấu mã cổ phiếu AMD thôi. Mặc dù rất nhiều mã nhưng mà chúng ta chỉ có chiến đấu một mã này. Đó thì bây giờ là ở những cái điểm tiếp cận của AMD ở vùng 47 này, vùng 5 5 này và vùng 5.15. Sau đó thì cái biên kháng cự của nó thì cây đến tuần đóng như thế này là cực đẹp rồi. Nhấn tuần đóng như thế này là cực đẹp rồi. Và nó sẽ lên target 6 và vượt 6 thì khi đó chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là trong nhịp này AMD sẽ đánh về vùng 7 hoặc vùng 8, tức là về lại những cái vùng đỉnh cũ của nó đây, 7.5. Đó. Ờ, hoặc là mã cổ phiếu dễ ví dụ như cổ phiếu DAH chẳng hạn, đó cũng là một mã cổ phiếu mang tính đầu cơ. Đó. Thì sau khi nó chỉnh này thì đây là những cái vùng mà uh, chúng ta gom. Đó, chúng ta gom xong rồi thì chờ nó đánh thôi. Vùng 8.6 đến vùng 9 này, đó hoặc là mã cổ phiếu ABS, đó là những cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao. ABS thì ngon rồi và ông đã bắt đầu là phân tích uh, khuyến nghị đầu tư. Đó, đầu cơ nhưng là chúng ta đầu tư. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhận diện thấy một cái dòng tiền tạo lập tương đối là tốt rồi và uh, nó bắt đầu nó gom này, nó bắt đầu nó gom ở cái biên này anh chị, nó bắt đầu nó gom mở cái biên rất dài. Đó, nó bắt đầu gom ở những cái biên rất dài đây. Đó là quanh khoảng quanh vùng 18 đến khoảng vùng 19 và sau những cái biên gom rất dài đó thì đây là nhịp đánh nháp thứ nhất này và đây khả năng sẽ là nhịp đánh thật. Đó và mã này thì cũng đã được phân tích. Đó, ví dụ như vậy. Thì cái team không chat này nó giống như là một cái bách khoa toàn thư nó chứa đựng tất cả những ngày mùng 3 tháng 11 thì chúng ta có phân tích mã cổ phiếu ABS và ngày mùng 4 và ngày mùng 5 Thì hôm nay là ngày mùng 5 ABS đã đánh trần Thì uh, vì sao chúng ta lại tiếp cận Đó thì chúng ta có những cái phân tích như vậy Đó là những cái phân tích sớm uh, Và chúng ta đã sẵn sàng được những cái điểm gom rất là sớm Và uh, chúng ta chỉ chờ thôi Đầu cơ thì đầu cơ Nhưng chúng ta vẫn cứ hiên ngang nó theo lái Thì em này á uh, uh, Thuần về kỹ thuật thì nó cũng sẽ uh, Nó cũng sẽ kéo lên Và sau đó nó đạp lại một nhịp nữa Không thủng 23.5 Thì đấy sẽ là cái nhịp mà chúng ta cân uh, Uh, cân phun cân phun hà cho một cái target kỹ thuật có thể dự kiến ở vùng 30 và biết đâu được uh, một cái niềm vui nó trọn vẹn đúng không ạ abs nó lại chơi một cái, cái cái cái, nhịp như thế này đó nó chơi một nhịp từ vùng uh, vùng 30 mà nó đánh lên vùng 70 đó nhịp này biết đâu được lại từ vùng 24 nó lại đánh lên vùng 60 Ô, thế này thì ấm quá đúng không ạ thơm quá biết đâu được đúng không ạ biết đâu được lại có một cái chân sóng ở bên này và đấy là những cái thời điểm chúng ta tiếp cận cổ phiếu rất sớm và mua xong thì chúng ta chỉ ngồi chúng ta đi xây target thôi. Đó, thì đấy là những cái uh, những cái lợi thế mà khi các anh chị về với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS thì các anh chị sẽ được nhận những cái phân tích như vậy. Uh, và hàng ngày thì Hùng có thêm những cái đánh giá uh, các cái mã cổ phiếu mà được uh, tiếp cận sớm nhất. Đó, ví dụ VGC. Đó. VGC là Hùng có tiếp cận 3 hôm rồi. Đó. Thì đến bây giờ nó tăng trần rồi thì 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 là như vậy là so với những cái điểm mà chúng ta có thể gom được những cái vùng vị thế thấp ở đây ở vùng 40 40.5 sau đó nó tụt phát xuống đây thì chúng ta lại ke tiếp ở vùng 37 38 ở đây, đó là những cái vùng mà dự chỉnh. Đó để gom, còn lên đến đây thì như vậy là chúng ta bị bất lợi rồi và thậm chí là khi mà nhiều anh chị em nhà đầu tư là sẽ sẽ mua ở trên vùng 44 nhưng chúng ta đã có một cái vùng gom ở dưới này rồi, đó là những cái lợi thế mà uh, chúng ta sẽ tiếp cận sớm uh, cổ phiếu là như vậy các anh chị, nó sẽ lợi về giá vốn. Ok, còn uh, những mã cổ phiếu nào mà không được cùng lấy phân tích ở trong bản tin các anh chị có thể comment ở bên dưới phần bản tin này thì hùng lê sẽ uh, dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị trên tinh thần trên tinh thần là uh, happy trên tinh thần là cùng nhau giúp đỡ cùng nhau phát triển và cái bản tin tuần của hùng lê cũng như vậy hùng lê uh, hàng tuần hùng lê làm một cái bản tin một tiếng rưỡi để làm gì để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta uh, có thêm những cái thông tin tham khảo có thêm những cái cách nhìn nhận về thị trường nó hay hơn nó ý nghĩa hơn và giúp ích cho chúng ta trong một cái quá trình mà chúng ta đầu tư đó mục tiêu chỉ có như vậy thôi chứ hùng không có hại gì các anh chị cả đó đó và mong muốn rằng là chúng ta sẽ có một cái cộng đồng đầu tư bền vững đó bền vững rồi các anh chị phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ nói đến à, chúng ta sẽ nói đến thị trường chung một tí đầu tiên chúng ta sẽ nói đến phái sinh bởi vì phái sinh là một cái bộ môn rồi nên chúng ta sẽ nói đến nó trước À, rồi à, nhìn chung thì trong tuần vừa qua và trong hai tuần vừa qua đi chúng ta nói hai tuần vừa qua thì phá sinh của chúng ta đang đi ở biên một hai một năm hai mươi và một năm bốn mươi tức là cái biên dao động của phái sinh là cộng trừ hai mươi điểm các anh chị nhá rồi và gần như thì à, chạm về cái vùng kháng cự này thì à, chỉ số của thị trường lại bị đạp lại như vậy thì tuần tới thì rất có thể là cái vùng này vẫn là cái vùng kháng cự của thị trường và ông lê sẽ quan sát à, những cái Uh, biên giao dịch tiếp theo của chỉ số này uh, và uh, cái biên hỗ trợ kỹ thuật của nó thì vẫn lấy ở vùng 1520 1520 đó là biên hỗ trợ kỹ thuật của nó và sâu hơn thì chúng ta đã có những cái vùng ở đây rồi đó là vùng 1 trăm linh năm đến vùng 1 trăm điểm và sâu hơn đó là vùng 1.500 điểm thì cái vùng 1.500 điểm này là cái vùng cuối cùng anh chị lưu ý như vậy là vùng cuối cùng bởi bản chất khi nó bị mất vùng 100 1520 này thì nó đã có thể bắt đầu gọi là xác nhận những cái cái manh muốn đầu tiên của một cái phiên sọt đó đó chính vì vậy nên là thị trường các anh chị có thể nhìn thấy đây vì sao mà nó không không đánh gãy ở vùng 1520 các anh chị phải nhìn ở đây đó và vì sao trong cái phân tích kỹ thuật thùng lại đưa ra vùng 1520 mà lại tại sao lại không đưa ra vùng 1521 hay là lại không đưa ra một nghìn vùng 1528? một ví dụ như vậy thì uh, không phải là bây giờ thị trường đã, nó đã trải qua rồi thì mới nói lại mà những cái này là chúng ta đã nói trước khi đó, những cái phân tích định lượng này chúng ta đã nói trước khi mà nó đã diễn ra tức là cái mốc một năm hai nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng rồi thêm một cái ý đồ nữa uh, để hùng nói ra để các anh chị uh, chúng ta thận trọng thêm một tí nữa thôi đó thận trọng thêm một tí nữa thôi thì các anh chị nhìn thấy như này từ ngày 12 đó đến khoảng ngày uh, đến khoảng đây đi đến khoảng ngày 20 tức là khoảng tầm trong 8 ngày ở đây thì các anh chị cũng nhìn thấy được rằng là vn30 của chúng ta giao dịch ở 1.500 điểm đến biên 1.520 điểm tức là nó cũng cộng trừ 20 điểm trong cái biên đó các anh chị nhá cộng 20 điểm xong rồi trừ 20 điểm rồi cộng trừ cộng trừ 20 điểm liên tục như vậy đó nó có những cái pha lo sọt như vậy thì các anh chị có nhìn thấy bây giờ nó cũng đang đang như vậy và nó đánh ở cái cái điểm này là 8 ngày đó từ ngày 12 đến à, từ ngày 12 đến ngày 20 tức là ở đúng là 8 ngày đó, cho đến 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 ngày 20 thì sau đến ngày 20 trong cái phiên ngày 20 mươi buổi sáng là nó đánh rất hưng phấn và bắt đầu đến tầm tầm chiều nó rút lệnh và nó ào một phát không kịp trở tay và sau đó thì nó đạp này vậy thì ở đây các anh chị chúng ta có hay không cái câu chuyện như thế này vậy thì chúng ta phải phòng tránh và phòng tránh bằng cách nào tức là chúng ta không chống được trong cái phiên ngày 20 trong cái phiên ngày 20 tháng 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 tháng, tháng 11 à tháng 10 là chúng ta khóc ròng đúng không ạ chúng ta khóc ròng luôn đó không thể nào mà mà trở kịp với tạo lập vậy thì bây giờ ở đây như thế nào thì chúng ta cũng nên phòng trừ vậy thì phòng trừ ở góc độ là chúng ta có thể à thôi được rồi nhịp này tôi vừa đánh xong đúng không nhịp vừa rồi chúng ta đánh rất thành công thì à, chúng ta bán bớt đi đúng không chúng ta giữ lại 60% phần trăm tiền trong cổ phiếu thôi hoặc là ok tôi chơi theo kiểu lại văn sâm 50-50 năm -50. mươi đó năm phần trăm tiền trong cổ phiếu 50% phần trăm tiền mặt trường hợp nếu như mà thị trường đánh break vùng một nghìn xác nhận và đánh xác nhận ở đây break lên ok như vậy thì chúng tôi vẫn còn 50 phần trăm tiền trong cổ phiếu nữa để chúng ta chốt lại ở những cái vùng cao hơn chúng ta bằng lòng các anh chị lưu ý như vậy biết đủ là sẽ đủ và chúng ta bằng lòng với một cái nhịp mà chúng ta đã đầu tư ở trong cái thời gian vừa qua rồi chúng ta đưa về một cái tỷ lệ tiền mặt để chúng ta phòng tránh đó chúng ta dự tức là chúng ta sẽ không biết được tạo lập nó có làm như thế này không đúng không ạ nhưng nhỡ may nó làm thì chúng ta đã à ok ông cứ làm đi tôi đang có 50% tiền tôi sẵn sàng tôi chơi với ông đó, đấy đấy. Vậy thì đấy là những cái câu chuyện uh, trong đầu tư, biết đủ là đủ các anh chị nhá. Đó. Thì hoàn toàn tương tự như vậy thì đối với góc nhìn VN30 và góc nhìn của VN Index thì hùng không có nói thêm. Và hùng sẽ phân tích sâu hơn ở trên bản tin tuần Zalo uh, trên nhóm không chat N02 và có chia sẻ sang các cái team cộng đồng. Các anh chị nhá, có chia sẻ sang các cái team cộng đồng. À, còn về mặt ý đồ tạo lập thì ông chỉ lưu ý một cái điều như vậy thôi trên thị trường chứng khoán của chúng ta chúng ta không thể chống lại được thị trường mà chúng ta chỉ có thể phòng tránh đó là những cái lúc mà chúng ta thấy đủ rồi à, no đủ rồi một cái nhịp mà chúng ta đầu tư tương đối ok rồi thành công rồi happy rồi chúng ta chốt lãi bớt đi đó để chúng ta cái nhịp mà nó lừng khừng như này thì tôi đầu tư ít ít thôi đó đúng không ạ như vậy thì chúng ta sẽ Uh, luôn luôn là những chiến binh và luôn luôn chủ động trong mọi tình huống biến động của thị trường và khi chúng ta luôn chủ động như vậy thì chúng ta ở thế chủ động thì cái thắng lợi của chúng ta sẽ nhiều hơn rất nhiều so với việc là chúng ta ở cái thế bị động Đó, ông Lê? chỉ lưu ý như vậy thôi ok bản tin tuần này đến là hết ông xin phép được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại tiếp tục uh, đồng hành với nhau trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại